Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 13. Sắc mặt Tư Đồ Bác trầm xuống, Dương Diệp không rút kiếm còn bảo hắn ra tay, đây là đang làm nhục hắn sao? Lấy ra kiếm của ngươi ra, ta nhường ngươi ba chiêu, miễn nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tư Đồ Bác âm trầm nói. Dương Diệp ngẩn người, nhường hắn ba chiêu. Khi thấy sắc mặt đối phương, hắn chợt rõ ràng, xem ra đối phương hiểu lầm mình đang làm nhục đối phương. Cũng không giải thích, Dương Diệp bước tới phía trước một bước, thân thể lao nhanh về phía trước. Nơi hắn đạp xuống đã lún xuống ba tấc, có thể thấy lực đạo mạnh cỡ nào. Dương Diệp vẫn không sử dụng kiếm, tay phải nắm lại, sau đó đánh thẳng vào người Tư Đồ Bá, không có bất kỳ hoa chiêu nào, tất cả chỉ có một quyền đơn giản mà thôi. Tư Đồ Bác không có chủ động xuất kích, hắn đã đứng trước mặt mọi người nói nhường Dương Diệp ba chiêu, tại sao lại có thể nuốt lời. Nhưng khi nắm đấm của Dương Diệp tới trước mặt hắn, hắn đã cảm thấy hối hận khi nói câu đó. Ban đầu là một quyền cực kỳ thanh thản, lúc này nó lại xuất hiện trước mặt Tư Đồ Bác, nhưng đột nhiên biến thành cực kỳ ác liệt, trên quyền này mang theo sức mạnh khủng bố, không khí đều bị xé rách, cũng có tiếng không khí bị xé rách. Tư Đồ Bác cả kinh, mấy người tham gia Thanh Vân Bảng cũng kinh hãi, trong mắt Ngọc Hành cũng mang theo kinh ngạc, sức mạnh của Dương Diệp đã làm hắn kinh hãi. Tư Đồ Bác cũng không còn nhớ nhường ba chiêu như đã nói. Cổ tay của hắn hơi động, trường kiếm mang theo tàn ảnh chém vào nắm đấm của Dương Diệp. Kiếm kỹ không có tác dụng, cũng không kịp sử dụng kiếm kỹ, chạy cũng không được, bởi vì chính hắn bất cẩn, làm cho Dương Diệp đã đi tới trước người, hắn căn bản không có khả năng tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng với Dương Diệp mà thôi. Dương Diệp không có tránh né thanh trường kiếm kia, trái lại tốc độ nắm đấm càng nhanh hơn. Bành! Nắm đấm đánh vào trường kiếm, thanh huyền kiếm huyền giai hạ phẩm run lên bần bật, trên thân kiếm, trong nháy mắt xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện. Tư Đồ Bác kinh hãi đến biến sắc, trong nháy mắt trường kiếm của hắn tiếp xúc với nắm đấm của Dương Diệp, kiếm trong tay của hắn suýt chút nữa bị chấn động tuột tay, nắm đấm kia mang theo sức mạnh bao lớn. Cần phòng ngự khủng bố bao nhiêu? Không chỉ Tư Đồ Bác khiếp sợ, tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều chấn kinh. Dùng nắm đấm va chạm với huyền kiếm huyền giai hạ phẩm. Nắm đấm không chỉ không tổn thương chút nào, ngược lại còn đánh trường kiếm của đối phương suýt nứt gãy, đây là huyền thú sao? Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Mộ Dung Yêu truyền tống đài nghiêm túc lên, nàng vẫn xem thường Dương Diệp, ban đầu nàng cho rằng hộp kiếm và kiếm kỹ quỷ dị chính là lá bài tẩy của Dương Diệp, bây giờ nhìn lại, lá bài tẩy của đối phương không phải chỉ như vậy. Sắc mặt của Tư Đồ Vinh cũng cực kỳ nghiêm túc, dùng nắm đấm ngạnh kháng huyền kiếm huyền giai hạ phẩm mà không bị tổn thương chút nào. Chuyện này căn bản không phải thân thể huyền thú cấp 9 có thể thừa nhận nổi, người gọi là Dương Diệp trước mắt có thân thể kinh khủng như thế hay sao? Dưới đài, Tư Đồ Bác không kịp nghĩ nhiều cũng chấn kinh rồi, bởi vì Dương Diệp đang dùng nắm đấm đánh vào mặt của hắn. Cổ tay của Tư Đồ Bác hơi động, trường kiếm của hắn lại đâm về phía Dương Diệp lần thứ hai. Bành! Trường kiếm vỡ vụn, tốc độ nắm đấm của Dương Diệp không giảm, hắn nhanh chóng đấm thẳng vào ngực của Tư Đồ Bác, Tư Đồ Bác cả kinh. Hắn vung nắm đấm ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt tiếp xúc với nắm đấm của Dương Diệp, sắc mặt Tư Đồ Bác thay đổi, chợt, một âm thanh gãy xương vang vọng không gian, sau một khắc, dường như thân thể Tư Đồ Bác gãy vỡ như cây cột, hắn bay ngược ra sau 4-5 trượng mới rơi xuống đất. Tĩnh, toàn trường vô cùng yên tĩnh. Đã thất bại. Tư Đồ Bác thực lực tiên thiên thất phẩm bị hai quyền đánh bại dễ dàng như thế. Đầu óc của mọi người có mặt ở nơi này bối rối. Dương Diệp thu hồi nắm đấm, hắn lắc đầu nhìn Tư Đồ Bác đang nằm trên mặt đất, sau đó xoay người đi về phía truyền tống đài. Thực lực của đối phương vẫn có, thế nhưng không nên khinh địch, nếu như không khinh địch thì hắn đã có thể thi triển kiếm kỹ ngay từ đầu, như vậy hắn căn bản không thể dùng hai đấm giải quyết đơn giản như thế. Thế nhưng đáng tiếc, đối phương quá khinh địch, không chỉ để cho hắn tới gần người. Hơn nữa còn dùng nắm đấm va chạm với nắm đấm của hắn, đây không phải muốn chết sao? Tư Đồ Vinh nhảy ra khỏi truyền tống đài, đi tới bên cạnh Tư Đồ Bác, khi thấy cánh tay của Tư Đồ Bác vặn vẹo, sắc mặt Tư Đồ Vinh biến thành dữ tợn, bỗng nhiên hát hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Chỉ là một tỉ thí đơn giản, ngươi lại ra tay với đồng môn nặng như thế, ngươi thật là độc ác. Ta đã hạ thủ lưu tình rồi. Dương Diệp dừng bước lại. Xoay người nhìn Tư Đồ Vinh một chút, sau đó xoay người tiếp tục đi về hướng truyền tống đài. Hạ thủ lưu tình. Sắc mặt Tư Đồ Vinh dữ tợn nói.
khá lắm hạ thủ lưu tình, Dương Diệp sư đệ thực lực kinh người, Tư Đồ Vinh ngứa tay, muốn lĩnh giáo với Dương sư đệ mấy chiêu, không biết Dương sư đệ có thể nể mặt mũi hay không. Dương Diệp lần thứ hai dừng bước lại, xoay người nhìn Tư Đồ Vinh, nói. Ngươi xác định ngươi ngứa tay, mà không phải ngứa người. Khi giao thủ với Tư Đồ Bác, hắn thật sự hạ thủ lưu tình, không phải vậy hắn đã xuất toàn lực, cú đấm kia đã đủ đánh nát xương cốt toàn thân Tư Đồ Bác. Đấu một trận với Tư Đồ Bác chỉ là tỉ thí đơn giản, không cần thiết phân sinh tử, bởi vì Tư Đồ Bác không nghĩ sẽ giết hắn. Thế nhưng người trước mắt lại dám động thủ, hắn sẽ làm cho đối phương không thể tham gia Thanh Vân Bảng lần này, bởi vì hắn nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương. Ha ha! Tư Đồ Vinh giận quá mà cười, người trước mắt có khẩu khí thật lớn, hắn cho rằng hắn là ai. Ngay khi hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ, Ngọc Hành đã xuất hiện ở giữa hai người. Ngọc Hành liếc mắt nhìn Tư Đồ Bác đã nằm ngất xỉu trên mặt đất, sau đó lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ra tay quá nặng rồi. Ta không cảm thấy như thế. Dương Diệp lãnh đạm nói. Hắn may mắn vì gặp phải ta, nếu như gặp đệ tử Quỷ Tông hoặc Nguyên Tông, chấp kiếm trưởng lão ngươi cho rằng hắn có cơ hội sống sót hay sao? Ngọc Hành ngây người, sau đó lắc lắc đầu, nói. Việc này thôi đi, đi tới đế đô. Trong ánh mắt oán độc của Tư Đồ Vinh, đám người Dương Diệp và Mộ Dung Yêu bước vào truyền tống trận đi đế đô. Thanh Vân Bảng có thể nói là việc trọng đại của toàn bộ Nam Vự, không chỉ có 6 thế lực lớn, cho dù là những đại thế gia, tiểu thế gia, bao quát thế gia lánh đời cũng sẽ tới tham gia. Dưới tình huống như vậy, dòng người tiến vào đế đô tăng cường có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó, tháng này trên đường phố đế đô quả thực có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Ngoại trừ những huyền giả ra, ở trên đường phố, mỗi cách một phút sẽ có một hộ vệ đội mặc khôi giáp đi tuần tra. Nhìn thấy những hộ vệ này đi ngang, huyền giả trên đường phố đế đô đều lộ ra ánh mắt kiên rè, bởi vì những hộ vệ này đều là cao thủ vương giả và tiên thiên cảnh tạo thành. Một tháng này, hộ vệ đội nắm giữ quyền lợi tiên trảm hậu tấu, nói cách khác, nếu như có huyền giả dám gây sự ở đế đô, hộ vệ đội có thể xuất thủ trước đánh giết, sau đó ở bẩm báo lên trên. Cũng không phải Đại Tần đế quốc bá đạo, mà là đây là 6 thế lực lớn cùng Đại Tần đế quốc đồng thời trao quyền. Bởi vì nếu như không như vậy, sợ rằng đế đô sẽ có đại loạn. Có những hộ vệ đội này làm thủ đoạn kinh sợ, cho nên số lượng cường giả trong đế đô tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không xuất hiện bao nhiêu nhiễu loạn. Ở cửa đế đô có một trạm kiểm tra, trụ kiểm tra cao 1 trượng, rộng 3 thước, dưới cột đá có một khối thủy tinh nhỏ lún sâu vào trong trụ đá, mặt trên còn có 10 tinh bài, mỗi bài có 10 viên. Trên cây cột trụ này có khả năng kiểm tra thực lực huyền giả, chỉ cần huyền giả phát động công kích vào cây cột đá, những tinh thạch kia sẽ sáng lên, số lượng càng nhiều thì thực lực càng mạnh, huyền giả đến đế đô bình thường đều sẽ tới đây khảo nghiệm thực lực của chính mình, đồng thời, đây chính là cơ hội dương danh. Lúc này trên các cửa có vô số huyền giả hội tụ, có tới hơn 1 vạn, không có ai đi công kích trụ kiểm tra, ở mỗi cửa khẩu vào đế đô đều có truyền tống đài, dường như đang đợi cái gì. Đế đô không cho phép 6 thế lực lớn thành lập truyền tống đài trong đế đô, vì lẽ đó 6 thế lực lớn phải thành lập truyền tống đài bên ngoài cửa đế đô. Tên khốn kiếp nào nói 6 thế lực lớn ngày hôm nay sẽ đến Tần Đô? Chẳng khác gì mặt trời mọc đằng Tây, tại sao ngay cả bóng quỷ cũng không có? Một hán tử thô cuồng nhổ ra cục đờm, hơi khó chịu nói. Cứ chờ đợi đi, 6 thế lực lớn cũng sắp tới rồi. Một tên thanh niên tuấn tú bên cạnh đại hán thô cuồng nói ra. Ta đã chờ từ sáng sớm đến buổi trưa, nếu như không phải muốn nhìn thực lực các đệ tử tông môn này một chút, nếu sớm biết các thế lực lớn này tới chậm như vậy, lão tử đã sớm đi túy nguyệt lâu khoái hoạt rồi. Đại hán thô cuồng nói chuyện rất khó chịu. Chẳng lẽ ở nơi này chỉ có một mình ngươi muốn xem thực lực các thế lực lớn hay sao? Thanh niên tuấn tú nói. Đều nói những đệ tử yêu nghiệt tông môn đến cực điểm. Ta cũng muốn xem những đệ tử tông môn này có thể yêu nghiệt đến mức nào. Yêu nghiệt. Đại hán thô cuồng cười lạnh đầy xem thường, nói. Lão Ngưu ta rất muốn giết yêu phong của các đệ tử tông môn, để cho bọn chúng biết những tán tu chúng ta cũng có yêu nghiệt. Nghe vậy, thiếu niên tuấn tú cười cợt, không có nói chuyện. Tiểu Bạch Kiểm, người đừng có không tin. Nhìn thấy thiếu niên tuấn tú cười không nói biểu hiện, đại hán thô cuồng hơi phát cáu. Thanh niên tuấn tú chỉ vào trụ kiểm tra bên cạnh, nói. Vị huynh đài này có thể đi lên trụ kiểm tra thực lực xem sau,
sau đó người sáu thế lực lớn đến rồi nhất định sẽ thử xem, vì lẽ đó có thể kiểm tra xem thực lực đệ tử sáu thế lực lớn và người ai mạnh ai yếu, làm sao? Kiểm tra thì kiểm tra. Đại hán thô cuồng hừ lạnh một tiếng, sau đó đi tới trước trụ kiểm tra. Đại hán thô cuồng hít sâu một hơi, sau đó tay phải đặt ngang vai, chậm rãi nâng tay lên, trong tay xuất hiện hình ảnh một ngọn núi, sau một khắc, đại hán thô cuồng giống to và nâng tay phải nện mạnh vào trụ kiểm tra. Kình thiên trưởng. Một trưởng đánh vào trụ kiểm tra vẫn không nhúc nhích, có 71 viên thủy tinh trên trụ kiểm tra sáng lên. Nhìn thấy chỉ có 71 viên sáng lên, thiếu niên tuấn tu chậm rãi lắc lắc đầu, đại hán thô cuồng này chỉ có thực lực tiên thiên thất phẩm, cảnh giới như vậy có thể thắp sáng 71 viên, trong tán tu đã xem như rất tốt, nhưng nếu so sánh với đệ tử tông môn 6 thế lực lớn, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Tổng đám người vây xem có người lộ ra vẻ mặt bội phục, nhưng càng nhiều là vẻ mặt khinh thường, 71 viên, nhiều nhất chỉ tính là trung đẳng mà thôi. Chờ đệ tử 6 thế lực lớn đến đây, 71 viên còn không có tư cách hạ đẳng. Trong đám người, một nữ tử vóc người nóng bỏng nói. Ca, hắn mới thắp sáng 71 viên đã dám nói đệ tử tông môn không bằng mình, đúng là người không biết không sợ. Thanh Hồng, người dùng hắn so sánh với Dương huynh đệ hay sao? Ở bên cạnh cô nương, một hán tử hình thể dũng mãnh lên tiếng. Người có thể dùng tên hán tử kiểm tra kia so sánh với người bình thường được hay không? Dương huynh đệ hắn căn bản không phải người bình thường, người chẳng lẽ không biết sao? Nữ tử không phải người khác, chính là Thanh Hồng, hán tử dũng mãnh chính là ca ca Thanh Hồng, man tử, ở bên cạnh man tử có thanh niên im lặng không nói gì chính là Tiểu Hắc. Việc lớn trọng đại như thế, ba người bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thanh Hồng bĩu môi, sau đó lại nhìn về phía truyền tống đài, nói. Ca, người nói Dương Diệp hắn trở về không? Man tử nhún vai một cái, nói. Ca ngươi làm sao biết, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn sẽ không đến, tuy rằng Dương huynh đệ thực lực rất mạnh, nhưng muốn nói tham gia Thanh Vân Bảng thì không được, cho dù hắn muốn tham gia Thanh Vân Bảng, Kiếm Tông cũng sẽ không cho hắn tham gia, dù sao tham gia Thanh Vân Bảng, thực lực không đủ sẽ có người chết. Thế nhưng ta cảm giác hắn sẽ đến. Thanh Hồng kiên định nói. Man tử lắc lắc đầu, lại là cảm giác có thể tin hay không? Ngược lại hắn là không tin. Đến rồi, chính là đệ tử Kiếm Tông đến rồi. Đang lúc này, giữa trường có người lớn tiếng hét to. Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn tới, trong lúc này truyền tống trên đài tỏa ra hào quang lập lòe, sau đó mười mấy người xuất hiện trên đài. Là Dương Diệp, ca, là Dương Diệp. Thanh Hồng lập tức tìm thấy bóng người Dương Diệp, trong đôi mắt đẹp mang theo mừng rỡ và kích động. Nhìn thấy Dương Diệp, Man Tử cũng nở nụ cười, đối với Dương Diệp, hắn rất có hảo cảm, phải nói, ở trong lòng hắn đã xem Dương Diệp như bằng hữu, nhìn thấy bằng hữu cao hứng không phải rất bình thường sao. Chấm. Dương Diệp không nhìn thấy ba người Thanh Hồng cùng Man Tử, lúc này hắn và mấy người đứng bên cạnh rất kinh ngạc ở nơi này có quá nhiều người. Chấp kiếm trưởng lão, những người này tới hoan nghênh chúng ta sao? Tần Phong hỏi. Cả đám người cũng nhìn về phía Ngọc Hành, muốn biết đáp án. Ngọc Hành cười khổ, nói. Các ngươi mơ mộng hão huyền thật, nhìn thấy cây cột kia không? Đó là trụ kiểm tra, là đồ vật kiểm tra thực lực cá nhân. Bọn họ muốn xem thực lực của đệ tử tông môn, vì lẽ đó, sau đó không được thua kém, tranh thủ thắp sáng 90 viên thủy tinh trở lên cho ta, tranh khẩu khí cho Kiếm Tông chúng ta. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Các ngươi biết Tô trưởng lão các ngươi năm đó thắp sáng bao nhiêu viên không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vào lúc này, nam tử bên cạnh Tô Thanh Thi cười hỏi. Mọi người hiếu kỳ nhìn phía Tô Thanh Thi và tên trưởng lão nội môn. Trong ánh mắt Dương Diệp lộ ra vẻ tò mò, Tô Thanh Thi năm đó cũng trải qua Thanh Vân Bảng, nghĩ đến thành tích của nàng hẳn là vô cùng tốt. 93 viên. Tên nam tử này cười nói. Năm đó Tô trưởng lão của các ngươi thắp sáng 93 viên, lực ép thiên tài Quỷ Tông lúc trước tham gia Thanh Vân Bảng. Các ngươi biết 93 viên là ghê gớm thế nào hay không, sau đó các ngươi đi lên kiểm tra sẽ biết nó khó khăn cỡ nào. Năm đó nguyên môn thắp sáng bao nhiêu viên? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Năm đó nguyên môn đạt được số 1, nghĩ đến đối phương thắp sáng càng nhiều hơn, hắn thật tò mò. Bởi vì chỉ có hiểu rõ thực lực nguyên môn,
hắn mới có thể ước định thực lực tự thân của mình một cách chính xác. Nghe được Dương Diệp nói thế, mấy người bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt tò mò, nguyên môn, đó là quái vật khổng lồ chân chính tại Nam Vực, trong tông môn này có bao nhiêu yêu nghiệt. Ánh mắt nam tử bên cạnh Tô Thanh Thi hơi thay đổi, hắn nói ra đề tài này chính là muốn lấy lòng Tô Thanh Thi một chút, nhưng tên đệ tử trước mặt lại không có nhãn lực như thế, đưa ra vấn đề có thể làm Tô Thanh Thi lúng túng. Ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng quát mắng, Tô Thanh Thi đã mở miệng trước. 97 viên, đó là thành tích của thiên tài thắp sáng nhiều nhất trong nguyên môn, cũng là số một thanh vân bảng lần đó, hắn thắp sáng 97 viên. Các ngươi đừng xem ta chỉ kém hắn 4 viên, kỳ thực chênh lệch trong đó lớn vô cùng, bởi vì sau 90 viên trở lên, muốn thắp sáng một viên sẽ có độ khó phi thường to lớn, sau đó các ngươi có thể cảm nhận được. Nhìn thấy Tô Thanh Thi lại mở miệng giải thích. Trong mắt nam tử bên cạnh cũng mang theo kinh ngạc, hắn nhìn Tô Thanh Thi một chút, sau đó lại nhìn Dương Diệp một chút, hắn im lặng. 97 và 94 khác biệt lớn bao nhiêu, cũng chỉ có người chân chính thử qua mới hiểu rõ ràng. Được Ngọc Hành dẫn dắt, mọi người đi tới cửa thành, ánh mắt Ngọc Hành nhìn lên người của Dương Diệp một lúc, sau đó lại nhìn lên thân Tư Đồ Vinh, nói. Tư Đồ Vinh, ngươi đi thử đi. Sắc mặt Tư Đồ Vinh vui vẻ. Trong nháy mắt cảm giác ưu việt bao phủ khắp toàn thân. Chấp kiếm trưởng lão điểm danh muốn hắn thử đầu tiên, việc này đại biểu cái gì? Đại biểu trong lòng chấp kiếm trưởng lão phi thường coi trọng hắn, cho rằng hắn có thể đại biểu kiếm tông khai hỏa đầu tiên. Ngay khi Tư Đồ Vinh đi tới trụ kiểm tra chuẩn bị ra tay trước, đột nhiên giữa trường có người kinh ngạc hô lớn. Quỷ tông đến rồi. Nghe vậy, mọi người cùng nhau nhìn sang phương hướng truyền tống đài. Người bên phía kiếm tông cũng nhìn sang truyền tống đài, không giống với người khác, ánh mắt người kiếm tông rất không thích. Quỷ tông chỉ có 4 người, trên người mặc quần áo mang ấn ký đầu lâu màu đen. Đi đầu là lão nhân tóc đỏ dáng người khô gầy, còn có 3 thanh niên 17-18 tuổi. Là khô cốt lão nhân, cường giả tôn giả cảnh. Nhìn thấy 4 người, Mộ Dung Yêu đứng ở bên cạnh Dương Diệp trầm giọng nói. Khô cốt lão nhân. Dương Diệp nói. Không quen biết. Hắn là người cùng thời đại với chấp kiếm trưởng lão, thực lực cực mạnh, không biết bao nhiêu đệ tử kiếm tông chúng ta chết trong tay của người này. Mộ Dung Yêu nói. Nói chung sau này ngươi ra ngoài một mình mà gặp hắn sẽ nguy hiểm, ai, đừng gặp cho thỏa đáng, nhìn thấy liền đại biểu ngươi không sống nổi. Dương Diệp tán thành gật đầu, cường giả tôn giả cảnh, hắn hiện tại có thể chống lại hay sao? Nhìn thấy thiếu niên đứng bên phải sau lưng khô cốt hay không? Hắn chính là Tu La, các trưởng lão nói, hắn lĩnh ngộ sát ý, người này là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Mộ Dung Yêu nhìn tên thiếu niên kia, vẻ mặt khá nghiêm túc, nhưng cũng không có kiêng kỵ và sợ hãi. Dương Diệp cũng nhìn về phía gã thiếu niên này, người này tuổi tác gần với hắn, vẻ ngoài rất thanh tú, không có tướng mạo khó coi như các đệ tử quỷ tông khác, làm cho người ta có cảm giác hắn rất hiền lành, thế nhưng Dương Diệp sẽ không tin tưởng đối phương là người hiền lành, người có thể lĩnh ngộ sát ý. Nếu trên tay không dính đầy máu tươi, như vậy làm sao có thể lĩnh ngộ sát ý? Người đừng xem hắn có vẻ ngoài của người hiền lành, kỳ thực lòng dạ của người này cực kỳ độc ác. Nghe đồn người này vì lĩnh ngộ sát ý, không chỉ có giết phụ giết mẫu, hắn còn diệt hơn 1.800 người trong gia tộc của mình, nói chung người hơi có quan hệ với hắn, hắn đều giết. Cuối cùng bị cường giả quỷ tông vừa ý mang về quỷ tông, có người nói quỷ tông không người nào dám làm sư phụ của hắn. Mộ Dung Yêu trầm giọng nói. Giết phụ giết mẫu. Vẻ mặt của Dương Diệp hơi thay đổi, nếu như việc này là thật, vậy trình độ phát điên của người này làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Loại người điên như thế đúng là cần phải cẩn thận. Nhưng không biết tại sao, Dương Diệp trái lại cảm thấy Tu La bên cạnh hai người kia mới thật sự là nguy hiểm, hai người kia tuổi tác hơi lớn hơn Tu La một ít, so với Tu La, ngoại hình càng hiền lành, nhưng Dương Diệp cảm giác hai người này không đơn giản. Thậm chí cảm giác trình độ nguy hiểm của hai người này còn hơn cả Tu La. 4 người quỷ tông không nhìn mọi người, đi thẳng tới phía trước mấy người kiếm tông, ánh mắt của lão nhân tóc đỏ nhìn lướt qua người của Mộ Dung Yêu, cuối cùng nhìn về phía Ngọc Hành, cười lạnh nói. Ngọc Hành, không nghĩ tới lần này lại là ngươi mang đội, làm sao, là sợ đệ tử kiếm tông của ngươi chết oan chết uổng. Đương nhiên sợ. Ngọc Hành châm chọc nói. Khô cốt. Nếu như quỷ tông ngươi đường đường chính chính tới tham gia thanh vân bảng, kiếm tông ta tự nhiên là không cần sợ quỷ tông của ngươi, thế nhưng quỷ tông ngươi luôn dùng một ít thủ đoạn đê tiện bỉ ổi, kiếm tông ta tự nhiên là sợ,
dù sao bọn tiểu bối đánh không lại cường giả linh giả cảnh của quỷ tông các ngươi, ngươi nói xem. Khô Cốt liếc mắt nhìn mấy người Dương Diệp phía sau Ngọc Hành, khinh thường nói. Chỉ bằng mấy người này cũng đáng cho quỷ tông vận dụng cường giả linh giả cảnh. Ngọc Hành, ngươi thật để mắt tới bọn họ. Nghe vậy, đám người Tư Đồ Vinh đều giận dữ, nhưng cũng không dám nói chen vào. Khô Cốt, những năm trước ngươi phái người giết đệ tử kiếm tông tham gia Thanh Vân Bảng, ngươi đừng nói không phải quỷ tông, lần này cũng đừng nói âm mưu ám sát đệ tử kiếm tông tham gia Thanh Vân Bảng không phải là quỷ tông. Nếu như đệ tử quỷ tông các ngươi không phải sợ hãi đệ tử kiếm tông ta, cần gì phải triển khai những thủ đoạn bỉ ổi như vậy? Ngọc Hành lạnh lùng nói. Sợ hãi đệ tử kiếm tông. Khô Cốt gần giọng cười cợt, sau đó nói. Ngọc Hành, ngươi và ta không cần nói chuyện vô vị nữa. Trụ kiểm tra ngay trước mặt, đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất hai tông chúng ta cũng ở nơi này, sao không để bọn họ tỉ thí một chút? Khi đó cho mọi người xem là ai sợ ai. Ta cũng có ý đó. Ngọc Hành nhìn ba người phía sau Khô Cốt một chút, nói. Các ngươi đi tới. Các ngươi tới trước, các ngươi đi tới. Khô Cốt khách khí một chút. Ngọc Hành xoay người nhìn Tư Đồ Vinh, trầm giọng nói. Không muốn lưu thủ. Tư Đồ Vinh gật gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không lưu thủ, đây chính là quan hệ đến danh tiếng của kiếm tông. Hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể Tư Đồ Vinh điên cuồng chuyển động, cổ tay hơi động. Một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay hắn, huyền khí rót vào trường kiếm phát ra tiếng kiếm reo vang. Mỗi một khắc, Tư Đồ Vinh đều giống lớn, trường kiếm cách không đâm vào trụ kiểm tra. Nhất thời, từng chuôi khí kiếm bay nhanh ra khỏi đỉnh trường kiếm và bắn vào trụ kiểm tra. Qua một giây sau, có hơn 30 đạo kiếm khí bắn thẳng vào trụ kiểm tra, thủy tinh dưới trụ kiểm tra không ngừng tỏa sáng, đôi mắt mọi người đang đếm thủy tinh, 91 thủy tinh tỏa sáng. 91, thật mạnh, không hổ là người của 6 thế lực lớn, đúng rồi, không phải tán tu lúc trước nói muốn xem trình độ yêu nghiệt của đệ tử tông môn hay sao? Thật là mạnh, cho dù là cường giả vương giả cảnh bình thường cũng không đánh ra được 91 viên, đệ tử tông môn quả nhiên là yêu nghiệt. Tán tu quả nhiên không thể so sánh với các đệ tử tông môn, ai, nếu lúc trước ta nỗ lực thêm một chút, sau đó tìm tông môn gia nhập, ta hối hận a. Chấm. Nghe được mọi người xung quanh bàn tán, vẻ mặt của Tư Đồ Vinh mang theo ý mừng, sau đó ánh mắt khiêu khích nhìn sang ba thiếu niên của Quỷ Tông. Hắn không có chú ý tới, lúc này Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành lại cau mày, bởi vì Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành biết, Tư Đồ Vinh căn bản không dùng toàn lực, hắn ẩn giấu thực lực. 91 viên đối với tán tu mà nói đã tính là cực tốt, thế nhưng đối với tinh anh những đệ tử tông môn mà nói, chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn. Nếu như là bình thường, Tư Đồ Vinh lưu thủ, Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành sẽ tán thành, thế nhưng hiện tại, loại lưu thủ như thế là phi thường ngu xuẩn, bởi vì quan hệ đến danh tiếng kiếm tông. Đây chính là thực lực đệ tử kiếm tông hay sao? Thật sự làm cho người ta thất vọng. Khô Cốt lão nhân châm chọc một câu, sau đó quay đầu nhìn ba người sau lưng hắn, nói. Ba người các ngươi ai lên trước? Tu La đứng dậy, Tu La không hề liếc mắt nhìn Tư Đồ Vinh, đi thẳng tới trước mặt trụ kiểm tra. Sau đó cong ngón tay búng một cái, một tia tơ máu bắn nhanh vào trụ kiểm tra, ngay sau đó là ánh sáng rực rỡ bộc phát, tổng cộng 93 viên. Trời ơi, lại là 93 viên, đây là thành tích tốt nhất hiện tại sao? Còn cao hơn đệ tử kiếm tông 2 viên, thật mạnh. 93 viên, cường giả vương giả cảnh ngũ phẩm trở xuống cũng khó có thể làm được, người kia là ai? Không ngờ hắn có thực lực mạnh như thế. Ta nhận ra hắn. Hắn tên là Tu La, có người nói hắn còn lĩnh ngộ sát ý, nếu như hắn dùng tới sát ý, sợ rằng sẽ đạt tới 95 viên, thậm chí nhiều hơn. Sát ý. Nghe được câu này, mọi người có mặt ở đây đều hít khí lạnh. Gương mặt của Tư Đồ Vinh nóng rát, đây mới thật sự là mất mặt với mọi người. Sắc mặt của Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi hơi khó coi, tuy rằng mọi người không có nói thẳng kiếm tông kém hơn, thế nhưng không thể nghi ngờ, kiếm tông đã mất mặt rất lớn. Tu La lúc này liếc mắt nhìn sang đám người Mộ Dung Yêu, sau đó nhìn lên người Tư Đồ Vinh, nói. Nếu như thế hệ trẻ của kiếm tông đều là loại trình độ này, như vậy cũng quá vô vị. Nói xong, hắn xoay người đi trở về. Chậm đã. Đang lúc này, Mộ Dung Yêu đứng dậy, Tu La xoay người nhìn Mộ Dung Yêu, nói. Làm sao? Mộ Dung Yêu không nói gì, đi tới trước trụ kiểm tra, tay phải đưa lên không trung.
bàn tay nắm chặt, một đạo huyền khí ngưng tụ thành kiếm khí trong tay nàng, sau khi không ngừng rót huyền khí vào, khí kiếm càng ngày càng ngưng tụ, hai giây sau, kiếm khí như biến thành kiếm thật, sau đó là một đạo ánh kiếm chói mắt ngưng tụ trên không trung. Đi! Cổ tay của Mộ Dung Yêu hơi động, chuôi kiếm khí này bắn nhanh ra ngoài. Ầm! Lúc này có tiếng nổ lớn vang lên, trụ kiểm tra run rẩy nhẹ nhàng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thủy tinh trên trụ kiểm tra đã tỏa sáng. 95 viên! Giữa hiện trường không biết ai đã hô một câu như thế. Mọi người tại đây hít khí lạnh, 95 viên, đây mới thực là yêu nghiệt, đại biểu nàng có tư cách sánh ngang yêu nghiệt của nguyên môn cùng học viện hoàng gia. Sắc mặt của Tư Đồ Vinh không dễ nhìn, cho dù hắn dùng toàn lực, hắn cũng không tự tin có thể thắp sáng 95 viên, nhưng sư muội trước mặt lại thắp sáng 95 viên, việc này chẳng phải nói rõ thực lực của sư muội đã vượt qua hắn. Sắc mặt của Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi hơi đẹp hơn một chút, kiếm tông cuối cùng cũng xem như không quá mất mặt với đám đông. Xem ra bản thân mình vẫn xem thường nàng. Nhìn Mộ Dung Yêu đứng giữa mọi người, Dương Diệp thấp giọng nói. Vừa nãy Mộ Dung Yêu xuất ra một đòn có uy lực rất mạnh, chính hắn cũng không dám dễ dàng ngạnh kháng, hắn có lòng tin chặn được, nhưng nhìn dáng vẻ thong dong của Mộ Dung Yêu, hắn biết, Mộ Dung Yêu cũng không có xuất toàn lực, nếu như nàng xuất toàn lực, uy lực sẽ càng thêm khủng bố. Trong mắt Tu La không còn xem thường như trước, hắn quan sát tỉ mỉ Mộ Dung Yêu, nói. Thực lực của ngươi không tệ, có tư cách làm đối thủ của ta, gặp trên Thanh Vân Bảng. Nói xong, Tu La cũng không phí lời, hát hắn xoay người đi trở về bên cạnh Khô Cốt lão nhân. Tu La đi trở về sau lưng Khô Cốt, một nam tử sau lưng Khô Cốt đi ra, ánh mắt của hắn lướt qua đám người Dương Diệp, cuối cùng nhìn lên người Mộ Dung Yêu, sau đó lắc đầu nói. Thực lực không tệ, tướng mạo vóc người lại càng không tồi, nhưng rất đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nói xong, nam tử cũng không chờ Mộ Dung Yêu nói chuyện, hắn đi thẳng tới trước trụ kiểm tra, tay phải uốn lượn, lòng bàn tay hướng ra ngoài, trong lòng bàn tay, một luồng khói đen hiện ra, lúc này, trên đài truyền tống lại có động tĩnh. Là người của Bách Hoa Cung đến rồi, còn có người của Băng Tuyết Cung. Có người kinh ngạc thốt lên. Mọi người lần thứ hai nhìn sang vị trí truyền tống đài. Truyền tống đài xuất hiện hai đội nhân mã, bên trái là đội 4 người, đều là người mặc váy hoa, bên có đội 5 người, đều là người mặc quần áo trắng. Hai đội nhân mã có đặc điểm giống nhau, tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa đều có dung mạo xinh đẹp. Nhìn thấy nữ tử đẹp nhất bên phía người mặc quần áo trắng hay không? Mộ Dung Yêu nói với Dương Diệp. Nàng tên là Lãnh Tâm Nhiên, là nhân vật đại biểu của Băng Tuyết Cung, nghe đồn nàng từng đánh chết cường giả vương giả cảnh. Đúng rồi, ngũ hành huyền khí của nàng là thủy huyền khí, nếu ngày sau giao thủ với nàng thì phải cẩn thận. Đội bên phải thì sao? Dương Diệp nhìn các nữ tử phía sau Lãnh Tâm Nhiên, sau đó lại nhìn sang đội ngũ Bách Hoa Cung. So với Băng Tuyết Cung, hắn càng có hứng thú với Bách Hoa Cung. Mộ Dung Yêu nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Nhìn thấy nữ tử mang khăn che mặt hay không, nàng tên là Văn Nhân Nguyệt, tiên thiên cửu phẩm, nàng rất thần bí. Không có bất cứ tin tức hay lời đồn nào liên quan tới nàng, nhưng càng như vậy càng phải cẩn thận. Văn Nhân Nguyệt sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Yêu, nói. Ngươi thật sự hiểu rõ những thiên tài kia đấy. Đương nhiên phải hiểu rõ. Mộ Dung Yêu nói. Chỉ có thời khắc chú ý thực lực của các yêu nghiệt trong Nam Vực, ta mới có thể nhận biết rõ thực lực của mình, không phải vậy ở Kiếm Tông, cứ được những đệ tử nội môn và ngoại môn khen tặng. Ta e sợ sẽ giống như Tư Đồ Vinh, tự cho rằng mình là yêu nghiệt. Dương Diệp cười cợt, nói. Hiện tại ta đã biết rõ vì sao thực lực của ngươi mạnh như thế. Đúng vậy, có thể trở thành cường giả đều không có rác rưởi, ví dụ như Mộ Dung Yêu trước mặt ta. Ngươi cũng không sai, bởi vì ta ngửi được khí tức nguy hiểm trên người của ngươi. Mộ Dung Yêu hơi cau mày, nói. Hiện tại chúng ta đứng chung một con thuyền, cho dù ta nguy hiểm. Như vậy cũng chỉ uy hiếp người khác, không phải sao? Dương Diệp cười nói. Nếu như tất cả đệ tử Kiếm Tông tham gia Thanh Vân Bảng đều nghĩ thế thì tốt rồi. Mộ Dung Yêu cười nói. Dương Diệp cười cợt, không nói chuyện, hắn cảm giác được, những đệ tử lâu năm do Tư Đồ Vinh cầm đầu đều có ý xa lánh hắn và Mộ Dung Yêu cùng Tần Phong. Nhưng hắn không quan tâm những việc này, chỉ cần đối phương không trêu chọc đến hắn, xa lánh thì xa lánh đi, hắn cũng không mất đi miếng thịt nào.
Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung có gì đó không đúng, hai bên lạnh lùng nhìn nhau một chút, sau đó đi tới cửa thành. Khô Cốt, Ngọc Hành, không nghĩ tới lần này là các ngươi mang đội. Mỹ Phụ cầm đầu Bách Hoa Cung liếc mắt nhìn Ngọc Hành cùng Khô Cốt, nàng lên tiếng nói. Thải Phượng, mấy chục năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn như trước. Nhìn Mỹ Phụ trước mắt, trong mắt Ngọc Hành hơi có phức tạp, cảm khái nói. Tháng ngày ngươi và ta đồng thời kết bạn như ngày hôm qua, ai? Trong mắt Mỹ Phụ Thải Phượng xuất hiện một tia phức tạp, nói. Mấy chục năm không gặp, ngươi đã sắp biến thành ông già. Năm tháng không tha người. Ngọc Hành lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, Mỹ Phụ quần trắng cầm đầu Băng Tuyết Cung đi tới, đột nhiên lạnh lùng nói. Muốn ôn lại tình xưa, xin mời đứng sang nơi khác được không? Gương mặt Thải Phượng biến thành lạnh lẽo, sau đó nàng mỉm cười, nói. Muốn ôn lại tình xưa thì làm sao? Dù sao cũng hơn một ít người không hiểu tình yêu. Mỹ Phụ quần trắng liếc mắt nhìn Thải Phượng, sau đó lại nhìn về phía Ngọc Hành, nói. Ngọc Hành ngươi năm đó cũng được cho là một nhân vật, tại sao lại cảm thấy hứng thú với nữ nhân bị quỷ mê tâm hồn? Cũng may mà lúc trước ngươi không lựa chọn đi tới cùng với nữ nhân này, không phải vậy ngươi đã mang không biết bao nhiêu cái nón xanh rồi. Ngươi còn không biết nha, nam sủng của ai đó đã vượt qua ba người rồi. Sắc mặt Thải Phượng hơi khó coi, nói. Băng Ngọc, ngươi muốn luận bàn một chút hay không? Sợ ngươi. Băng Ngọc cười lạnh nói. Hai vị, Khô Cốt đi trước một bước. Ngay khi hai người dương cung bạt kiếm, Khô Cốt quay về phía hai nữ ôm quyền. Sau đó hắn dẫn theo ba đệ tử rời đi. Hắn thực sự không có hứng thú tham vào trong ân oán của Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung. Ngọc Hành cũng quay về hai người ôm quyền, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không muốn tham dự vào việc giữa Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung, hai bên kiếm tông đều không thể đắc tội được, cho nên rời đi mới là thượng sách. Kiếm tông của ngươi có thể có một người gọi là Dương Diệp hay không? Ngay khi Ngọc Hành chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Thải Phượng mở miệng nói. Nghe vậy, mấy người Tư Đồ Vinh nhìn về phía Dương Diệp. Tô Thanh Thi và Ngọc Hành hơi cau mày. Dương Diệp cũng ngẩn ra, lẽ nào đối phương muốn gây sự với hắn sao? Nhưng hắn có thân phận phù văn sư, hắn cũng không sợ, lập tức đi ra, nói. Là ta. Nghe được Dương Diệp, mấy đệ tử Bách Hoa Cung nhìn về phía Dương Diệp, đặc biệt là Văn Nhân Nguyệt che mặt, trong đôi mắt đẹp sinh ra ánh mắt hiếu kỳ. Thải Phượng đánh giá Dương Diệp từ trên xuống dưới, sau đó nói. Ngươi chính là nhi tử của Phượng Ngọc. Dương Diệp nhìn đối phương, không nói gì. Tiên thiên nhị phẩm, ta vốn cho rằng nhi tử của Phượng Ngọc ghê gớm đấy, không nghĩ tới mới tiên thiên nhị phẩm, thật sự làm người ta cảm thấy thất vọng. Thải Phượng khẽ lắc đầu nói. Nói xong. Dương Diệp nhạt tiếng nói. Không thể không nói. Dương Diệp biểu thị bình tĩnh và thong dong vẫn làm người ta cảm thấy phi thường chán ghét. Thải Phượng híp mắt lại, nói. Đừng tưởng rằng có Lâm Sơn làm chỗ dựa thì ngươi có thể vô tư, Bách Hoa Cung ta muốn đối phó một người, cho dù là công hội phù văn sư cũng không bảo vệ được. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta tin lời của ngươi, ta chờ. Ngươi không sợ mẹ ngươi chết hay sao? Thải Phượng trầm giọng nói. Bỗng nhiên Dương Diệp nở nụ cười. Nở nụ cười một hồi, nói. Với địa vị của Bách Hoa Cung ở Nam Vực, còn không lưu lạc đến mức tới dùng mẫu thân người khác uy hiếp người như vậy. Cũng không nhất định. Lúc này, Băng Ngọc lạnh lùng nói. Bách Hoa Cung có thể làm ra chuyện chăn nuôi nam nhân, dùng mẫu thân ngươi để uy hiếp ngươi thì làm sao không được. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu, nếu như Bách Hoa Cung dùng mẫu thân ngươi đến uy hiếp ngươi, vậy ngươi tốt nhất đừng thỏa hiệp. Bởi vì ngươi thỏa hiệp kết quả là ngươi cùng mẫu thân của ngươi cùng chết, cho dù không chết cũng sống không bằng chết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Dương Diệp thi lễ với Băng Ngọc, sau đó nhìn về phía Thải Phượng, nói. Nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ. Trong mắt Thải Phượng bắn ra sát ý lạnh lẽo, huyền khí trong cơ thể phun trào, đang lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Thải Phượng tiền bối sẽ không làm lấy lớn ép nhỏ đấy chứ. Ngọc Hành cũng nói, Thải Phượng, cho ta mặt mũi, việc này tạm thời thả xuống, thế nào? Dương Diệp hiện tại đại biểu kiếm tông, nếu như tùy ý để Thải Phượng bắt nạt, việc này không chỉ Dương Diệp mất mặt, còn có kiếm tông. Một lát, Thải Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, xem mặt mũi của Ngọc Hành, lần này xem như xong. Tiểu tử,
ta cam đoan với ngươi, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đoàn tụ với mẫu thân của ngươi, đến lúc đó ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Dương Diệp mặt không hề cảm xúc, cũng không có nói lời hung ác, hắn xoay người đi tới cặp thành. Hắn biết, người trước mắt khẳng định sẽ giống như Phượng Vũ, khẳng định có quan hệ với mẫu thân của hắn, cho nên mới nhắm vào hắn như vậy. Đồng thời hắn cũng biết, Thải Phượng nói không giả, công hội phù văn sư có thể bảo đảm hắn nhất thời, thế nhưng không thể bảo đảm hắn một đời, dù sao nếu như Bách Hoa Cung phái cường giả linh giả cảnh, thậm chí tôn giả cảnh đến ám sát hắn, vậy hắn không có chút khả năng phản kháng. Vì lẽ đó, hắn cần không ngừng mạnh mẽ hơn. Dương Diệp. Đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên, Dương Diệp quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thanh Hồng lúc này chính cười khanh khách nhìn hắn. Ở bên cạnh Thanh Hồng chính là Man Tử cùng Tiểu Hắc. Sao các ngươi tới đây? Dương Diệp đi tới, hắn nở nụ cười vui vẻ. Ngọc Hành, nể tình cảm ngày xưa, khuyên ngươi một câu, kiếm tông ngươi tốt nhất đừng tham gia vào việc giữa Dương Diệp và Bách Hoa Cung ta. Chuyện này không có chỗ tốt nào với kiếm tông của ngươi. Thải Phượng lạnh lùng nhìn mấy người Thanh Hồng đang tán ngẫu với Dương Diệp, lạnh lùng nói. Ngọc Hành hơi cau mày, Thải Phượng trước mắt nói chuyện quá mức vênh váo và hung hăng. Lúc này Tô Thanh thì đột nhiên nói. Tham dự không tham dự là chuyện của kiếm tông, việc giữa kiếm tông ta cùng Dương Diệp cũng không phiền Bách Hoa Cung bận tâm. Ngươi chính là Tô Thanh thi. Thải Phượng nhìn sang. Làm sao? Tô Thanh thì cau mày, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Không hổ là lên người Tiềm Long bảng. Thải Phượng cười gần một tiếng, nói. Thực sự là ngạo khí mười phần. Tô Thanh thì đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này Băng Tuyết Cung Băng Ngọc đột nhiên nói tiếp. Thải Phượng, người càng sống càng thụt lùi, người tốt xấu gì cũng là cường giả tôn giả cảnh, tại sao lại đi tính toán với người trẻ tuổi, không cảm thấy mất mặt sao? Nha, cũng đúng. Ngươi làm gì có mặt mũi để mất? Đi ngoài thành luận bàn một chút. Thải Phượng nhìn về phía Băng Ngọc, sát ý trong mắt không hề che giấu chút nào. Không vội. Băng Ngọc lạnh lùng nói. Ngày hôm nay đệ tử Bách Hoa Cung ngươi và ta Băng Tuyết Cung đều ở nơi này, sao không cho các nàng thử trụ kiểm tra? Nhìn xem là đệ tử Bách Hoa Cung mạnh hay Băng Tuyết Cung ta mạnh? Ta cũng có ý đó. Thải Phượng nói. Nghe được Thải Phượng cùng Băng Ngọc đối thoại, Dương Diệp dừng lại tán gẫu với ba người Thanh Hồng, nhìn sang nữ tử che mặt của Bách Hoa Cung. Nữ tử mặc dù mang khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn vóc người và khí chất, có lẽ nàng là mỹ nhân tuyệt thế. Đương nhiên, Dương Diệp lưu ý không phải dung mạo của đối phương, hắn càng lưu ý chính là thực lực của đối phương. Hắn muốn nhìn thực lực của đệ tử trẻ tuổi đại biểu của Bách Hoa Cung thế hệ này mạnh bao nhiêu. Không chỉ có Dương Diệp. Mấy người Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi đang chuẩn bị đi cũng nhìn sang Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung. Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung thực lực mạnh mẽ chỉ đứng sau Nguyên Môn tại Nam Vực, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, kiếm tông chênh lệch với hai tông này bao nhiêu. Khi nghe Băng Ngọc ra hiệu, một nữ tử sau lưng nàng đi ra, nữ tử có thể nói đặc biệt hấp dẫn người khác, dung mạo cũng cực đẹp, bắt mắt nhất chính là tóc của nàng. Tóc của nữ tử không phải màu đen, mà là tóc bạc, đúng, tất cả tóc đều bạc. Còn có một chút khác biệt chính là khí chất của nàng rất lạnh, gương mặt lạnh lẽo như đang nói người sống chớ tới gần. Khí chất của Tô Thanh Thi là cao quý và hờ hững, mà nữ nhân này lại là lạnh lẽo cùng lạnh nhạt, nhưng hai nữ tử có chung một đặc điểm chính là cực đẹp. Nữ tử tóc bạc không có nhìn bất cứ người nào, đi thẳng tới trước trụ kiểm tra, sau đó rót lực lượng vào trụ kiểm tra, 96 viên thủy tinh sáng lên. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngẩn người. Sắc mặt của người kiếm tông cùng Bách Hoa Cung đều thay đổi, sắc mặt Dương Diệp cũng nghiêm túc chưa từng có. Nữ tử tóc bạc nhìn như không có làm ra động tác gì, thế nhưng người kiếm tông cùng Bách Hoa Cung đều nhìn thấy, cũng chính vì nhìn thấy, sắc mặt tất cả mọi người mới thay đổi. Bởi vì trên trụ đá kiểm tra có một sợi tóc nhỏ bé không đáng kể. Quan trọng nhất chính là phương thức công kích của nữ tử tóc bạc kia, vô thanh vô tức, không có một chút dấu hiệu nào, đây mới là kinh khủng nhất. Cũng là điểm làm Dương Diệp kiêng kỵ nhất. Đồng thời Dương Diệp cũng âm thầm vui mừng mấy tháng trước theo Mạc Lão tu luyện, không phải vậy, với thực lực của hắn mà đi tham gia Thanh Vân Bảng, đừng nói số một Thanh Vân Bảng, chỉ sợ có thể tiến lên bảng hay không cũng là một vấn đề. Một sợi tóc đã có uy lực kinh khủng như thế. Đệ tử kiếm tông tham gia Thanh Vân Bảng bị đả kích, sắc mặt Tư Đồ Vinh hơi khó coi, 96 viên,
cho dù hắn dùng tất cả lá bài tẩy cũng không có thành tích như vậy. Điều này làm cho lòng tin tràn đầy của hắn bị đả kích. Chẳng lẽ mình thật sự quá yếu? Trong mắt Bách Hoa Cung Thải Phượng cũng không còn xem thường và xem thường, chỉ có nghiêm túc. Sau khi thủy tinh sáng lên, nữ tử tóc bạc xoay người đi tới phía sau băng ngọc, từ đầu đến cuối không có nói câu nào, chỉ có quá trình trở về hơi nhìn sang Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt mang khăn che mặt. Văn Nhân Nguyệt làm như không nhìn, trong mắt bình tĩnh đến cực điểm, không có chút gợn sóng nào, khi nữ tử tóc bạc nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn nữ tử tóc bạc một chút, sau đó chậm rãi đi về hướng trụ kiểm tra. Lúc này, tất cả mọi người đã khôi phục tinh thần. Rất nhiều huyền giả không biết nữ tử tóc bạc công kích thế nào, thế nhưng bọn họ biết một chút, đó chính là thủy tinh sáng lên 96 viên. 96 viên, năm ngoái thiên tài nguyên môn cũng chỉ có thành tích này, mà hiện tại người băng tuyết cung cũng đạt đến cái thành tích này, băng tuyết cung lần này cần vượt qua nguyên môn sao? Mọi người vừa khiếp sợ lại hưng phấn, bởi vì sắp có long tranh hổ đấu. Sau khi Văn Nhân Nguyệt đi tới trụ kiểm tra, ánh mắt của mọi người đều nhìn vào người của nàng. Mọi người rất muốn nhìn xem thiên tài yêu nghiệt của Bách Hoa Cung sẽ có thành tích bao nhiêu. Đứng ở trước trụ kiểm tra, tay ngọc của Văn Nhân Nguyệt nâng lên một cái, thoáng chốc, một đóa huyền khí biến ảo thành một cánh hoa xuất hiện trong tay của nàng, cánh hoa to bằng ngón cái, cánh hoa sáng óng ánh, chỉ trong một nháy mắt sau đó, cánh hoa đã di chuyển trong lòng bàn tay Văn Nhân Nguyệt, tốc độ cánh hoa càng lúc càng nhanh, sau đó nhanh đến mức không nhìn thấy cánh hoa đâu. Đi! Văn Nhân Nguyệt cong ngón tay búng một cái. Cánh hoa hóa thành tia sáng bắn thẳng vào trụ kiểm tra. Xì. Giữa trường vang lên tiếng xé gió vô cùng chói tai, đó là âm thanh cánh hoa xuyên qua không khí. Bành. Một tiếng nổ mạnh vang lên, số lượng thủy tinh sáng lên là 96 viên. Nhìn thấy đá thủy tinh tỏa sáng, trong lòng Thải Phượng hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nàng vẫn còn hơi lo lắng Văn Nhân Nguyệt sẽ thua, nếu thật sự thua, nàng không chắc sẽ bị băng ngọc chế nhạo thành thế nào. Cũng còn tốt, tuy rằng không có thắng nhưng cũng không có bại. Tuy rằng cùng là 96 viên, nhưng người trong sân lại không có khiếp sợ như lúc trước, dù sao nữ tử tóc bạc lúc trước làm trong vô thanh vô tức. Ha ha, thực sự là nóng bỏng. Đang lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, mọi người quay đầu nhìn sang, chẳng biết lúc nào trên truyền tống đài xuất hiện một tên thanh niên kia mặc trường bào màu xanh nhạt, tướng mạo tuấn tú, trên mặt mang theo nụ cười. Là Nguyên Môn Nguyên Hoa, đệ tử trên thanh vân bảng của Nguyên Môn. Lúc này, đột nhiên Mộ Dung bên cạnh Yêu Dương Diệp nói. Nghe đồn cường giả vương giả cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, thậm chí còn nghe đồn hắn từng chạy thoát khỏi tay của cường giả linh giả cảnh, chiến thắng vương giả cảnh là không giả, nhưng nghe đồn phía sau lại không đáng tin. Ngươi tin sao? Dương Diệp hỏi. Mộ Dung Yêu nhìn Dương Diệp một chút, nói. Ta chỉ tin ánh mắt ta nhìn thấy, thực lực của hắn rốt cuộc ra làm sao, chẳng phải sau đó sẽ biết. Dương Diệp gật đầu. Nguyên Hoa đi tới trước mặt Thải Phượng cùng Băng Ngọc, hắn ôm quyền nói với hai người. Vãn bối Nguyên Hoa bái kiến hai vị tiền bối. Không biết là vô tình hay cố ý, Nguyên Hoa lại làm như không nhìn thấy Kiếm Tông Ngọc Hành. Tiểu tử, lần này Nguyên Môn phái ngươi một mình ngươi tới. Thải Phượng hỏi. Đương nhiên không phải. Nguyên Hoa cười cợt, nói. Lần này Nguyên Môn ta tới tổng cộng 5 người, 4 vị sư huynh khác đã từ truyền tống đài khác tiến vào đế đô, 4 vị sư huynh biết rất nhiều người muốn biết thực lực Nguyên Môn ta, vì lẽ đã phái ta tới đây bêu xấu. Tiểu tử, lần này Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung đã thắp sáng 96 viên, ngươi vì danh tiếng Nguyên Môn, ngươi tốt nhất nên để sư huynh của ngươi tới đi, không phải vậy thì đúng là tới bêu xấu. Băng Ngọc lạnh lùng nói. 96 viên, thành tích rất tốt, thành tích hai cung năm nay còn tốt hơn năm trước nhiều. Nguyên Hoa tươi cười nói. Nhưng chuyện nhỏ như thế không cần phải phiền phức các sư huynh, không phải vậy Nguyên Hoa sẽ bị mắng. Vậy thì mời ngươi bêu xấu một chút đi. Băng Ngọc lạnh lùng nói. Nguyên Hoa gật gật đầu, hắn cũng không phí lời, hắn đi tới trước trụ kiểm tra, sau đó giơ bàn tay lên vỗ nhẹ vào trụ kiểm tra. Bành! Sau một tiếng nổ lớn vang lên, đột nhiên đá thủy tinh sáng lên, 98 viên. Trong sân sinh ra rất nhiều tiếng kêu kinh ngạc, Kiếm Tông, Bách Hoa Cung, Băng Tuyết Cung đều biến sắc. Ha ha! Trong tiếng cười dài, Nguyên Hoa đi vào trong thành, chỉ chốc lát bóng người đã biến mất trong mắt mọi người. Thật mạnh! Nhìn thủy tinh trên trụ kiểm tra,
Mộ Dung Yêu thấp giọng nói một câu. Đúng là rất mạnh. Dương Diệp tán thành nói một câu. Cửa thành phát sinh việc, không tới một phút đã truyền khắp toàn bộ đế đô, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, Kiếm Tông Mộ Dung Yêu, Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên, còn có Nguyên Môn Nguyên Hoa, tên của bốn người cũng truyền khắp toàn bộ đế đô, điều này làm cho tất cả huyền giả tới tham gia Thanh Vân Bảng sôi trào. Rất nhiều con cháu thế gia cùng các lộ tán tu đều không hẹn mà cùng đi tới cửa thành kiểm tra, hy vọng một lần thành danh. Kiếm Tông cũng có sản nghiệp tại đế đô, bọn họ tạm trú trong một khách sạn, tất cả đệ tử Kiếm Tông tham gia Thanh Vân Bảng đều ở nơi này, sắc mặt đệ tử Kiếm Tông nghiêm túc, trong mắt bọn họ còn có lo âu. Bọn họ lo lắng là có lý do, bình thường bọn họ ở Kiếm Tông có thể nói là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng chuyện ngày hôm nay để bọn họ biết, mang bọn họ đặt ở toàn bộ Nam Vực, bọn họ còn kém thiên tài chân chính rất lớn, điều này làm cho những đệ tử Kiếm Tông tự tin khi tham gia Thanh Vân Bảng cũng bắt đầu dao động. Nhìn biểu hiện của mọi người, Tô Thanh thì thấp giọng thở dài, nàng sớm biết nếu đám người này tới đế đô, nhìn thấy những yêu nghiệt chân chính sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tuy rằng sớm biết, thế nhưng không có biện pháp gì ứng phó. Nhưng cũng còn tốt, có hai người vẫn chưa xuất hiện tình huống như thế. Hai người chính là Mộ Dung Yêu cùng Dương Diệp. Nhìn hai người, Tô Thanh thì lúc trước đang nhíu mày cũng giãn ra, có hai người này, Kiếm Tông còn chưa đến mức không còn hy vọng. Một hồi lâu sau, Ngọc Hành nhìn mọi người trong phòng khách một chút, nói. Nói vậy mọi người cũng đều biết thực lực của Kiếm Tông chúng ta, không thể phủ nhận. Kiếm Tông chúng ta còn kém Bách Hoa Cung, Băng Tuyết Cung và Nguyên Môn một ít, thế nhưng này cũng không có nghĩa là đệ tử Kiếm Tông chúng ta không thể lên Thanh Vân Bảng. Nhưng nếu như Thanh Vân Bảng còn chưa bắt đầu mà các ngươi không có tự tin như vậy, vậy các ngươi mới thật sự không có hy vọng. Chấp kiếm trưởng lão, chúng ta không phải không có tự tin, chỉ sợ bị nhầm vào. Lúc này, bỗng nhiên Tư Đồ Vinh nói. Nhầm vào, ngươi nói Quỷ Tông. Ngọc Hành cau mày nói. Tư Đồ Vinh lắc lắc đầu, nói. Quỷ Tông là tử địch của Kiếm Tông chúng ta, cho dù không nhắm vào chúng ta cũng sẽ nhằm vào bọn họ. Đệ tử nói chính là Bách Hoa Cung, nếu như Bách Hoa Cung liên thủ với người Quỷ Tông nhằm vào đệ tử Kiếm Tông chúng ta, vậy đệ tử Kiếm Tông chúng ta đừng nói lên bảng, có mạng quay về hay không còn chưa biết. Nói xong, hắn còn đặc biệt nhìn Dương Diệp một chút. Tô Thanh thì đang im lặng lại cau mày, nàng biết rõ ý của Tư Đồ Vinh. Người ở chỗ này cũng rõ ràng, mặc dù Tư Đồ Vinh nhằm vào Dương Diệp, nhưng không thể phủ nhận, hắn nói có đạo lý. Đối đầu với Quỷ Tông là nhất định, thế nhưng nếu Bách Hoa Cung bởi vì Dương Diệp mà đứng về phía Quỷ Tông, khi đó đệ tử tham gia Thanh Vân Bảng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao, Kiếm Tông không có thực lực đối kháng Bách Hoa Cung cùng Quỷ Tông. Thấy Ngọc Hành cau mày không nói lời nào, Tư Đồ Vinh tiếp tục nói. Chấp kiếm trưởng lão, đệ tử biết, các ngươi để Dương Diệp tham gia Thanh Vân Bảng. Nhất định có đạo lý của các ngươi. Đệ tử cả gan nêu ý kiến, bản thân Dương Diệp chỉ có thực lực tiên thiên cảnh nhị phẩm, không phải đệ tử coi thường hắn, với thực lực của hắn, e sợ không thể vào được trăm người của Thanh Vân Bảng, chúng ta thật sự không đáng vì hắn mà đắc tội thế lực khổng lồ như Bách Hoa Cung. Nghe vậy, rất nhiều đệ tử Kiếm Tông dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, Mộ Dung Yêu bên cạnh lại lắc đầu, mà Dương Diệp vẫn im lặng như cũ, dường như không nghe thấy Tư Đồ Vinh đang nói. Đối với Dương Diệp mà nói, sở dĩ hắn đại biểu Kiếm Tông tới tham gia Thanh Vân Bảng chỉ vì Tô Thanh Thi mà thôi, chỉ cần Tô Thanh Thi không phản đối hắn, hắn không quan tâm tới ý của những người khác. Ý của ngươi là gì? Tô Thanh Thi nhìn Tư Đồ Vinh, hỏi. Nghe vậy, Tư Đồ Vinh vui vẻ, vội vàng nói. Tự nhiên là giao Dương Diệp ra, giao hảo Bách Hoa Cung, như vậy chúng ta không chỉ giải quyết nguy cơ, như vậy còn có thể tranh thủ được minh hữu cường đại trong Thanh Vân Bảng. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Ánh mắt Tô Thanh thì chậm rãi nhìn sang những đệ tử khác. Tô trưởng lão, ta cảm thấy Tư Đồ sư huynh nói có đạo lý. Nếu như Dương Diệp thực lực rất mạnh, có thể giúp Kiếm Tông chúng ta đạt được thành tích tốt trong Thanh Vân Bảng, như vậy cũng không cần quan tâm tới Bách Hoa Cung. Thế nhưng, như Tư Đồ sư huynh nói, Dương Diệp chỉ là huyền giả tiên thiên nhị phẩm, thực lực của hắn không tệ. Nhưng đó là đối với đệ tử Kiếm Tông chúng ta mà thôi. Thử hỏi, thiên tài trên Thanh Vân Bảng có người nào không thể chiến đấu vượt cấp? Với cảnh giới của Dương Diệp bây giờ, hắn không thể trợ giúp Kiếm Tông chúng ta, cho nên đệ tử tán thành kiến nghị của Tư Đồ sư huynh. Một tên đệ tử nội môn phía sau Tư Đồ Vinh đã lên tiếng. Đệ tử cũng tán thành kiến nghị của Tư Đồ sư huynh.
Một người đệ tử khác cũng đứng dậy, nói. Kiếm tông ta đã có cường địch là Quỷ tông, bây giờ cũng đắc tội Bách Hoa cung là không khôn ngoan. Đệ tử cũng tán thành kiến nghị của Tư đồ sư huynh. Đệ tử cũng tán thành. Chấm. Chỉ chốc lát, ngoại trừ Mộ Dung Yêu Ngọc Tần Phong ra, các đệ tử kiếm tông tham gia thanh vân bảng đều đứng dậy biểu thị tán thành kiến nghị của Tư đồ Vinh. Dương Diệp im lặng như trước. Lúc này, Mộ Dung Yêu đứng dậy, quay về Ngọc Hành thi lễ một cái, sau đó nói. Chấp kiếm trưởng lão, đệ tử không tán thành kiến nghị của Tư đồ Vinh. Đầu tiên, Dương Diệp hiện tại đại biểu kiếm tông chúng ta, giao Dương Diệp ra, đây chẳng phải nói kiếm tông ta sợ hãi Bách Hoa cung. Sau đó đệ tử kiếm tông đi ra ngoài, nhìn thấy đệ tử Bách Hoa cung, chẳng phải cũng phải thấp hơn người ta một đầu. Tư đồ Vinh kiến nghị có thể làm cho kiếm tông giao hảo với Bách Hoa cung, thế nhưng, giao hảo tương đương với dùng tôn nghiêm của kiếm tông và mấy vạn đệ tử đổi lấy. Tuy rằng kiếm tông ta kém hơn Bách Hoa cung một chút, thế nhưng đã tới mức sợ hãi Bách Hoa cung như vậy hay sao? Nói xong, Mộ Dung Yêu cũng không thèm nhìn tới sắc mặt khó coi của đám người Tư đồ Vinh. Nàng không rõ ràng Dương Diệp có ân oán gì với Bách Hoa cung, thế nhưng nàng rõ ràng thực lực của Dương Diệp, lấy thực lực của Dương Diệp, đừng nói 100 vị trí đầu của Thanh Vân bảng, cho vào tiến vào bảng cũng được. Còn nữa, nàng rất không ưa hành vi của đám người Tư đồ Vinh. Tô Thanh thì khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngọc Hành, nói. Sư huynh, ý của ngươi thế nào? Ngọc Hành liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó trầm giọng nói. Mặc kệ Dương Diệp cùng Bách Hoa cung có ân oán gì, như Mộ Dung Yêu nói, hắn hiện tại đại biểu kiếm tông chúng ta. Nếu đại biểu kiếm tông, vậy kiếm tông ta sẽ không giao ra, sau này đừng nhắc lại việc này nữa. Nói xong, Ngọc Hành cố ý liếc mắt nhìn đám người Tư đồ Vinh. Hắn làm sao không biết trò vặt của đám người Tư đồ Vinh? Nếu như thực lực Dương Diệp thật sự thấp kém như mấy người kia nói, giao ra Dương Diệp cũng có thể, thế nhưng Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, bản thân hắn là người của công hội Phù Văn Sư, nếu như hắn làm kẻ ác, vậy thì hắn sẽ đắc tội công hội Phù Văn Sư. So với Bách Hoa Cung, hắn càng không muốn đắc tội Phù Văn Sư. Nghe được Ngọc Hành nói thế, sắc mặt mấy người Tư đồ Vinh khó coi, Tư đồ Vinh mạnh mẽ lườm Mộ Dung Yêu một chút. Nàng làm như không thấy, điều này càng làm Tư đồ Vinh tức giận không nhỏ. Dương Diệp vẫn im lặng như trước, từ đầu đến cuối, hắn lưu ý chỉ có một mình Tô Thanh Thi, vì lẽ đó hắn sẽ không quan tâm chứng minh cái gì với đám người Tư đồ Vinh. Còn Ngọc Hành, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại Ngọc Hành không có quyền lợi giao hắn ra, dù sao sư phụ tiện nghi của hắn cũng không ngồi không. Chúng ta nói chuyện những thiên tài Nam vực đi. Ngọc Hành nói. Ngày hôm nay các ngươi nhìn thấy chỉ là một ít tảng băng chìm trong thế hệ trẻ của Nam vực, ở Nam vực, còn có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, ví dụ như ba sư huynh của Nguyên Hoa, còn có thiên tài trong học viện hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc. Ngoại trừ sáu thế lực lớn và Đại Tần Đế Quốc gia, còn có một chút thiên tài tán tu và con cháu thế gia nổi danh. Có tư liệu của những người này không? Trong mắt Mộ Dung Yêu lộ ý ra vui vẻ và mừng rỡ. Ngọc Hành gật đầu một cái nói. Đương nhiên là có, từ lúc mấy tháng trước, kiếm tông ta cũng đã bắt đầu thu thập tư liệu của những thiên tài nổi danh trong Nam vực, trải qua chúng ta chỉnh lý, ta sẽ giao tư liệu những người có khả năng uy hiếp tới các ngươi cho các ngươi xem, bên trong có chiến tích cùng ước định thực lực của bọn họ, còn có phương pháp đối phó. Nghe vậy, mọi người vui vẻ, có tư liệu ước định cùng thực lực của đối phương, như vậy là tốt nhất, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Hiện tại, chúng ta nói tới những yêu nghiệt của Nguyên Môn cùng với người trong học viện hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc. Sắc mặt Ngọc Hành hơi nghiêm túc, nói. Sau đó nói về những yêu nghiệt này, đó là yêu nghiệt chân chính trong thế hệ trẻ của Nam Vực, nếu như gặp phải trong thi đấu, tốt nhất nên trực tiếp nhận thua. Trước tiên nói băng tuyết cung đi, các người cũng nhìn thấy nữ tử băng tuyết cung lúc trước, nàng tên là Lãnh Tâm Nhiên, là người số một ngoại môn của băng tuyết cung, tiên thiên cảnh đỉnh cao. Nghe đồn đã tu luyện thành công công pháp trung giai, huyền băng quyết, của băng tuyết cung, hiện tại xem ra, việc này đã không phải nghe đồn, mà là chân thực. Các ngươi cũng nhìn thấy mái tóc bạc của nàng, đó cũng không phải tóc bạc bình thường, mỗi một sợi tóc có thể sánh ngang huyền bảo huyền giai hạ phẩm, nếu ngày sau gặp phải, các ngươi ngàn vạn cẩn thận tóc bạc của nàng. Ngọc Hành chậm rãi nói. Nghe vậy, đám người ở nơi này rung động, một sợi tóc tương đương với huyền bảo huyền giai hạ phẩm. Nghĩ đến mái tóc bạc của Lãnh Tâm Nhiên, mọi người cảm thấy khiếp đảm. Dương Diệp bên cạnh cũng nghiêm túc,
một sợi tóc tương đương với một thanh huyền bảo huyền giai, cộng thêm thủ đoạn công kích thần bí của Lãnh Tâm Nhiên, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể vượt qua đối phương, hơn nữa ai biết đối phương còn có lá bài tẩy nào hay không. Còn nữa, nếu gặp phải Lãnh Tâm Nhiên, ghi nhớ kỹ tuyệt đối đừng sử dụng huyền bảo và huyền kỹ thủy thuộc tính, bởi vì người tu luyện huyền băng quyết có năng lực miễn dịch nhất định với huyền kỹ và huyền bảo thủy, thậm chí còn có thể lợi dụng ngược lại, điểm ấy các ngươi cần ghi nhớ kỹ. Ngọc Hành trầm giọng nói. Mọi người vội vàng gật đầu. Thấy mọi người gật đầu, Ngọc Hành tiếp tục nói. Bây giờ nói đến Bách Hoa Cung đi, nữ tử đối kháng với Lãnh Tâm Nhiên lúc trước tên là Văn Nhân Nguyệt, số một ngoại môn bảng của Bách Hoa Cung, cảnh giới của nàng là tiên thiên cảnh đỉnh cao, thế nhưng sức chiến đấu chân thực lại không biết, tuy rằng chúng ta không điều tra ra sức chiến đấu chân thật của nàng, thế nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, nàng có thể không phân cao thấp với Lãnh Tâm Nhiên, thực lực của nàng cực mạnh. Còn nữa, nghe đồn nàng nắm giữ ngụy đạo khí, nhưng không biết là thật hay là giả. Ngụy đạo khí. Nghe được ba chữ này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang Ngọc Hành, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ, còn có kiêng kỵ sâu sắc. Ngụy đạo khí là khái niệm gì? Cấp bậc huyền bảo chia làm thiên địa huyền hoàng, vượt qua huyền bảo thiên giai mới là đạo khí. Đừng nói đạo khí, cho dù là huyền bảo thiên giai, mọi người ở đây chưa từng gặp qua. Phải biết, cho dù kiếm tông là đại tông môn, nhưng cũng rất ít có huyền bảo thiên giai. Mà đệ tử ngoại môn của Bách Hoa Cung lại có đạo khí, tuy rằng chỉ là ngụy đạo khí, nhưng cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Khi nghe đến ba chữ, ngụy đạo khí, mí mắt Dương Diệp cũng co giật, hắn biết rõ uy lực của ngụy đạo khí là thế nào, thứ này là đồ vật có thể đối kháng cường giả linh giả cảnh. Nếu như gặp nữ nhân gọi là Văn Nhân Nguyệt trên Thanh Vân Bảng, đối phương lấy ra ngụy đạo khí, những người này chỉ có thể chịu thua. Cho dù là hắn cũng không có biện pháp gì, hắn cũng có một kiện ngụy đạo khí, vấn đề là hắn không thể dùng trên Thanh Vân Bảng, bởi vì dùng một lát, nhất định sẽ bị Quỷ Tông dốc lực toàn tông truy sát. Với thực lực của hắn bây giờ, thực sự không có tư cách đối kháng quái vật khổng lồ như Quỷ Tông. Chỉ là khả năng. Ngọc Hành lắc đầu, nói. Hơn nữa cho dù nàng nắm giữ ngụy đạo khí, cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Bởi vì ngụy đạo khí căn bản không phải cảnh giới của nàng hiện tại có thể khống chế, cho dù nàng có thể khống chế, nói vậy cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí là sinh mệnh. Vì lẽ đó, chỉ cần nàng không phải đến tình huống nguy hiểm tính mạng, nàng sẽ không dùng. Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tại đây đều là thiên tài số 1 số 2 của kiếm tông, thế nhưng muốn nói người có thể uy hiếp đến tính mạng của Văn Nhân Nguyệt, như vậy là không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng rất mất mặt nhưng sự thực chính là như vậy. Nói một chút về Quỷ Tông đi. Sắc mặt Ngọc Hành biến thành lạnh buốt, nói. Các ngươi cũng nhìn thấy tu la của Quỷ Tông, hắn chính là người lĩnh ngộ sát ý trong Quỷ Tông, các ngươi cũng biết về thực lực của hắn một chút, thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, hắn còn đáng sợ hơn các ngươi suy nghĩ. Chấp kiếm trưởng lão. Lúc này, Tần Phong lên tiếng nói. Cho dù hắn lĩnh ngộ sát ý thì thế nào, có Mộ Dung sư tỷ ở đây. Chúng ta không cần sợ hắn. Tư Đồ Vinh bên cạnh nhìn Tần Phong một chút, trong mắt bắn ra một tia giận dữ. Ngọc Hành lắc đầu, nói. Thực lực của Mộ Dung Yêu không thể nghi ngờ, ta cũng tin tưởng nàng không thua Tu La. Thế nhưng các ngươi tuyệt đối đừng vì vậy mà bất cẩn, bởi vì bất cẩn là các ngươi phải chết, đặc biệt là Mộ Dung Yêu, ngày sau ngươi sẽ đánh với Tu La một trận, khi đối địch với hắn, ghi nhớ kỹ không thể khinh thường, còn nữa, nhất thiết phải cẩn thận sát ý. Đệ tử ghi nhớ. Mộ Dung Yêu gật gật đầu. Ngọc Hành gật đầu, sau đó nhìn sang những người khác một chút, nói. Còn có các ngươi, nếu như gặp phải Tu La trong lúc Mộ Dung Yêu không có mặt, tuyệt đối đừng giao thủ với hắn, lập tức lui lại, rõ chưa? Chấp kiếm trưởng lão, nếu chúng ta không chiến mà lui, chẳng phải kiếm tông sợ Quỷ Tông. Tư Đồ Vinh trầm giọng nói. Đệ tử biết thực lực Quỷ Tông Tu La rất mạnh, thế nhưng đệ tử không sợ. Nếu như gặp hắn trên Thanh Vân Bảng, đệ tử chắc chắn sẽ không bất chiến mà lui. Hơn nữa đệ tử cho rằng, cho dù hắn lĩnh ngộ sát ý gì đó, đệ tử cũng có lòng tin đánh giết hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tư Đồ Vinh, trong lòng thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Hắn làm sao không biết Tư Đồ Vinh nói như thế là vì muốn Ngọc Hành coi trọng. Không phải hắn coi thường Tư Đồ Vinh, nếu Tư Đồ Vinh hư gặp phải Tu La, nhất định sẽ thất bại. Bởi vì hắn có cảm nhận được khí nguy hiểm trên người Tu La. Mà ở trên người Tư Đồ Vinh lại không có cảm giác này.
Mộ Dung Yêu lườm Tư Đồ Vinh một chút, không nói gì. Ngọc Hành nhíu mày, nói. Tư Đồ Vinh, ý nghĩ và tinh thần của ngươi là thật, thế nhưng ngươi phải hiểu được lượng sức mà đi, hy sinh vô vị là ngu xuẩn. Ta biết ngươi nắm chắc bài, cũng biết ngươi lúc trước giấu giếm thực lực, thế nhưng ngươi làm sao biết Tu La ngoại trừ sát ý ra còn có lá bài tẩy khác. Đệ tử không cho rằng đệ tử sẽ thua Tu La. Tư Đồ Vinh vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình, hắn muốn có tên trên thanh vân bảng, hắn làm sư huynh của mọi người, kẻ địch mạnh nhất của kiếm tông cũng nên do hắn sờ đâu đơ phó. Chấp kiếm trưởng lão, ta cũng cho rằng thực lực Tư Đồ sư huynh không kém gì Tu La. Lúc này, Mộ Dung Yêu vẫn trầm mặc lên tiếng nói. Tư Đồ sư huynh là người cảnh giới cao nhất trong chúng ta, cũng là người tiến vào nội môn thời gian dài nhất, ta tin tưởng, mặc kệ là kiếm kỹ hay ở những phương diện khác, hắn đều là mạnh nhất trong chúng ta, đối thủ mạnh mẽ nhất kiếm tông chúng ta cũng nên do Tư Đồ sư huynh tới đối phó. Mộ Dung Yêu không phải là người suy nghĩ cứng nhắc, nếu có người đồng ý đi đối phó Tu La nguy hiểm nhất, nàng tự nhiên ước gì như thế, nếu như Tư Đồ Vinh thắng, vậy thì tốt nhất, nếu như bại, cũng không cái gì, ngược lại không phải nàng chết. Tư Đồ Vinh bất ngờ nhìn Mộ Dung Yêu một chút, cho tới nay, Mộ Dung Yêu chưa bao giờ gọi hắn là sư huynh, hơn nữa chưa bao giờ tôn kính hắn, hiện tại lại đứng ra nói chuyện giúp hắn. Ngọc Hành nhíu mày càng sâu, một lát, thấp giọng thở dài, nói. Ta biết giữa các ngươi có không vui vẻ, thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, trong tranh đấu thanh vân bảng, các ngươi chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể sống sót, hiểu chưa? Rõ ràng, Mộ Dung Yêu cùng Tư Đồ Vinh vội vã gật gật đầu, nhưng là thật hay giả thì chưa biết. Dương Diệp ở bên cạnh lắc lắc đầu, thanh vân bảng còn chưa bắt đầu, nội bộ kiếm tông đã câu tâm đấu giác, đoàn đội như vậy, làm sao có thể đi tranh cướp thứ tự với các tông môn khác? Trong mắt Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành đều có sầu lo, với nhãn lực của hai người, đương nhiên biết ba người Mộ Dung Yêu, Dương Diệp, Tần Phong không hợp với những đệ tử lâu năm, nhưng bọn họ không có biện pháp giải quyết. Đệ tử trẻ tuổi của kiếm tông thiếu nhân vật quyền uy cầm đầu. Nghĩ tới đây, Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, nếu như Dương Diệp không lui ra khỏi kiếm tông, nếu như cho Dương Diệp một chút thời gian, lấy thực lực của Dương Diệp, nói vậy thế hệ tuổi trẻ kiếm tông không phải không có người chèo chống. Có một nhân vật đại biểu như vậy dẫn đầu, thế hệ tuổi trẻ kiếm tông nhất định sẽ đoàn kết với nhau. Chỉ là, Tô Thanh Thi lần thứ hai hít một tiếng, như Dương Diệp từng nói, kiếm tông hiện tại đã là bệnh giai đoạn cuối. Nếu trong vòng mấy năm trong tương lai, kiếm tông không có thiên tài chói mắt xuất hiện, kiếm tông sẽ biến thành thế lực nhị lưu. Nhìn vẻ ưu lo trong mắt Tô Thanh Thi, trong lòng Dương Diệp hơi không đành lòng, hắn biết Tô Thanh Thi đang lo lắng cái gì, nhưng hắn đã nói. Tình cảnh kiếm tông hiện nay không phải Dương Diệp có thể thay đổi. Đừng nói thay đổi kiếm tông, cho dù là thanh vân bảng lần này, hắn cũng không nhất định có được thanh vân lệnh. Không nói yêu nghiệt của Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc, cho dù là thiên tài của Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung cũng làm hắn cảm thấy khó thắng. Tần Du Nhiên, thiên tài học viện hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc, hắn là người văn võ toàn tài, gần như thu được số một toàn bộ các khoa. Cho dù là văn khoa cũng thu được số một tiên thiên cảnh đỉnh cao, thực lực chân thật không rõ, nghe đồn có một kiện huyền bảo thiên giai, nhưng chưa từng dùng qua trước mặt người khác, nghe đồn hắn xem thường dùng, nghe đồn hắn đã nói linh giả cảnh trở xuống không ai có tư cách để hắn dùng. Phương Lãnh, thiên tài học viện hoàng gia Đại Tần Đế Quốc, tiên thiên cảnh đỉnh cao, nắm giữ huyền bảo địa giai thượng phẩm, nghịch thiên thương, lĩnh ngộ thương ý, đồng thời từng chu diệt cường giả vương giả tam phẩm, đây không phải nghe đồn. Mà là sự kiện chân thực. Nguyên Dạ, đệ tử bài danh thứ hai của Nguyên Môn, tiên thiên cảnh đỉnh cao, thực lực chân thật không rõ, thế nhưng lúc trước các ngươi ở ngoài cửa cũng nhìn thấy, thực lực đó tuyệt đối còn trên cả Cung Vân Nguyệt và Lãnh Tâm Nhiên. Chấm. Ngọc Hành chậm rãi nói ra, cũng nói nhược điểm của những thiên tài này cho mọi người biết. Có cơ hội này, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua, đều chăm chú lắng nghe. Sau nửa canh giờ, một người trung niên đột nhiên đi vào phòng khách, người trung niên đi tới bên cạnh Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi, không biết nói gì với Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi, bỗng nhiên sắc mặt của Ngọc Hành thay đổi, nói. Tin tức có thể chuẩn xác. Người trung niên gật đầu. Thấy thế, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi nhìn nhau một chút, trong mắt hai người lộ ra một tia cay đắng. Một lát sau, Ngọc Hành hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người một chút, nói. Còn có một yêu nghiệt, đệ tử Nguyên Môn. Tên là Nguyên Huyền, người này là yêu nghiệt chân chính, được xưng số một tiên thiên cảnh người,
cũng được xưng người quái dị nhất Nam vực 500 năm qua. 6 tuổi tập võ, 10 tuổi tiên thiên, 13 tuổi tiên thiên đỉnh cao, đồng thời trở thành số 1 ngoại môn bảng, 15 tuổi trở thành người số 1 nội môn nguyên môn. Nói về nội môn bảng, phải biết, người có tên trên nội môn bảng đều là cường giả vương giả cảnh. Hắn là người thứ hai của nguyên môn từ khi khai tông lập phái tới nay trở thành số 1 ngoại môn bảng, cũng là số 1 nội môn bảng, người đầu tiên chính là tổ sư nguyên môn, tốc độ tu luyện của hắn chỉ đứng sau tổ sư nguyên môn, thế nhưng thiên phú của hắn đã vượt qua tổ sư nguyên môn, bởi vì hắn lĩnh ngộ quyền ý và vũ ý, là người duy nhất trong lịch sử nguyên môn lĩnh ngộ song ý. Hắn là người có khả năng trở thành vũ thần nhất trong Nam vực, danh hiệu vũ thần tương đương với kiếm hoàng của chúng ta. Danh hiệu vũ thần này cũng mạnh mẽ như kiếm hoàng, có thể chưa từng xuất hiện suốt mấy ngàn năm. Một năm trước, hắn bắt đầu bế quan, có người nói hắn đang dung hợp quyền ý và vũ ý, ban đầu ta cho rằng hắn sẽ không tham gia thanh vân bảng lần này, thế nhưng không nghĩ tới, hắn lại đến rồi. Nghe được Ngọc Hành nói thế, sắc mặt người trong đại sảnh thay đổi, Dương Diệp cũng bắt đầu nghiêm túc, nếu như Ngọc Hành nói chính là sự thật, vậy này ra hỏa tên là Nguyên Huyền kia quá khủng bố. 10 tuổi tiên thiên, hơn nữa còn lĩnh ngộ quyền ý cùng vũ ý, thiên phú như vậy, dùng hai từ yêu nghiệt cũng khó có thể hình dung. Hắn từng chu diệt cường giả vương giả lục phẩm, đã chiến đấu với huyền thú vương giai đỉnh cao trong thập vạn đại sơn, huyền thú vương giai đỉnh cao bại, hắn đã giao thủ với cường giả linh giả cảnh, tuy bại nhưng cũng gây thương tổn đến cường giả linh giả cảnh. Hắn là người quái dị nhất của Nam vực, nhưng không ngờ hắn lại tới tham gia thanh vân bảng. Xem ra số 1 thanh vân bảng lần này lại là nguyên môn. Ngọc Hành nở nụ cười cay đắng, nếu như loại đệ tử thiên tài này xuất hiện ở kiếm tông thì tốt rồi. Hắn đã mạnh như vậy, vì sao còn muốn tới tham gia thanh vân bảng? Đột nhiên Mộ Dung Yêu hỏi. Đơn giản chỉ vì một danh hiệu. Ngọc Hành nói. Hắn là tiên thiên cảnh số 1 Nam vực, thế nhưng chỉ có số ít người biết hắn yêu nghiệt, đại đa số người đều không biết. Nếu như tham gia thanh vân bảng, như vậy tên của hắn sẽ được truyền khắp toàn bộ Nam vực, đến lúc đó, hắn sắp trở thành cọc tiêu trong lòng tất cả huyền giả trẻ tuổi của Nam vực. Mộ Dung Yêu nở nụ cười cay đắng, không có gì đáng nói, tuy rằng nàng tự tin, nhưng cũng không cho rằng nàng có thể đối kháng với loại yêu nghiệt như thế, đừng nói là nàng, phỏng chừng những người Đại Tần đế quốc cũng không thể đối kháng với loại yêu nghiệt như thế. Chấm. Dương Diệp rời khỏi phòng khách. Hắn chậm rãi đi lại trên đường phố. Mặc dù xuất hiện thêm yêu nghiệt không ai có thể kháng cự, thế nhưng mọi người chưa từng xuất hiện tâm tình tiêu cực chán trường tuyệt vọng, mục đích của bọn họ là tiến vào thanh vân bảng, mà không phải muốn đi tranh cướp vị trí số 1 thanh vân bảng. Mà mục tiêu của Dương Diệp là số 1. Dương Diệp cũng không có tuyệt vọng, hắn cũng không nghĩ sẽ từ bỏ, hắn thừa nhận, tin tức này thật sự làm hắn kinh hãi, cũng thừa nhận đối phương thực sự yêu nghiệt đến cực điểm. Thế nhưng nếu như muốn hắn từ bỏ và chịu thua, đó là chuyện không có khả năng. Dương Diệp hắn không phải là người không chiến mà thua, còn nữa, đây chính là việc quan hệ tới mẫu thân của hắn, vì lẽ đó, mục tiêu của hắn là trở thành số 1 thanh vân bảng. Đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, xoay người, chẳng biết lúc nào, Tô Thanh Thi đã xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi là để an ủi ta. Dương Diệp cười cợt, nói. Tô Thanh Thi lắc lắc đầu. Nàng bước đi nhẹ nhàng, cùng đứng song song với Dương Diệp, hai người cứ bước chậm về phía trước, một lúc lâu sau, Tô Thanh Thi nói. Ngươi không cần người khác an ủi, không phải sao? Nếu như ngươi an ủi, ta cần. Dương Diệp nói. Tô Thanh Thi hơi dừng bước một chút, nhưng nàng nhanh khôi phục bình thường, nói. Nguyên Huyền thật sự yêu nghiệt, đặt trong lịch sử Nam vực cũng có thể xếp hàng đầu. Thế nhưng ngươi cũng không cần kiêng kỵ hoặc là sợ hãi. Bởi vì thiên phú của ngươi không yếu hơn hắn. Thiên phú của ta không yếu hơn hắn. Dương Diệp kinh ngạc nói. Lời này nói thế nào? Ngươi là ngũ hành kim huyền khí, hơn nữa có thể trong thời gian ngắn ngủi lĩnh ngộ ra kiếm ý, đồng thời đạt đến tầng thứ hai, còn nữa, ngươi có thể điều động huyền thú. Còn nữa, ngươi là một tên phù văn sư. Tô Thanh Thi nói. Lời này xem như lời an ủi không? Dương Diệp cười nói. Xem như thế đi. Dương Diệp. Chấm. Hai người không nói chuyện, đi hồi lâu, Dương Diệp dừng bước, nhìn nữ tử bên cạnh, nói. Thanh Thi, ngươi cảm thấy kiếm tông lần này có bao nhiêu người có thể sống trở lại? Ta không biết. Tô Thanh Thi hít một tiếng, thanh vân bảng sẽ chết người, những tông môn khác thế nào thì không biết,
nhưng kiếm tông sẽ có bởi vì có quỷ tông. Hai tông vốn là tử địch, ở nơi như Thanh Vân Bảng thế này, người hai tông có thể không kiêng kỵ mà hành hạ đến chết người của đối phương, bởi vì đây là hợp pháp. Ở cửa thành trước, nam tử bên cạnh Tu La, ngươi nên chú ý tới, tư liệu của người kia, ngươi có không? Dương Diệp hỏi. Tô Thanh Thi lắc đầu, nói. Ta cũng cảm giác người kia không đơn giản, thế nhưng hệ thống tình báo của kiếm tông chúng ta không tìm được bất cứ tin tức nào liên quan tới hắn. Làm sao, ngươi cảm thấy thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Tu La? Không xác định. Dương Diệp nói. Thế nhưng ta cảm giác được khí tức nguy hiểm trên người hắn, nếu như có thể, vận dụng sức mạnh kiếm tông đi tra người kia một chút, không phải vậy, nếu như đối phương mới thật sự là đòn sát thủ của quỷ tông, chỉ sợ đệ tử kiếm tông tham gia vân bảng đệ tử lần này không quay về được. Tô Thanh Thi gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Từ đầu đến cuối, bao quát ngươi nghe được những tư liệu các thiên tài nam vực đều rất bình tĩnh, ngoại trừ kiếm ý ra, có phải ngươi còn có lá bài tẩy khác? Dương Diệp gật gật đầu, đúng thế, nếu như chỉ dựa vào kiếm ý, tiến vào bảng là có khả năng, thế nhưng muốn tranh cướp số 1, vậy thì không xong rồi. Lá bài tẩy của hắn là ngự kiếm thuật cùng với kiếm tâm thanh minh, có hai thứ này là lá bài tẩy, cho dù đối mặt với thiên tài số 1 nam vực, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Tô Thanh Thi gật gật đầu, sau đó im lặng. Tại sao ngươi không hỏi ta lá bài tẩy là gì? Dương Diệp hơi tò mò hỏi. Ta hỏi. Ngươi sẽ nói cho ta biết không? Tô Thanh Thi nhìn thẳng vào mắt Dương Diệp. Không do dự, Dương Diệp gật gật đầu. Lúc này khóe miệng của Tô Thanh Thi xuất hiện độ cong nhỏ bé khó nhận ra, nụ cười này như bách hoa nở rộ, xinh đẹp không gì tả nổi, đặc biệt còn xuất hiện trên gương mặt lạnh như băng của Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi mỉm cười nhỏ bé khó nhận ra, nhưng vẫn bị Dương Diệp bắt được. Thanh Thi, khi ngươi cười, rất đẹp. Dương Diệp nhẹ giọng nói. Tô Thanh Thi nghiêng đầu đi, nàng tiếp tục đi chậm về phía trước, không nói gì. Nghĩ đến nữ tử trước mặt mỉm cười, Dương Diệp không kìm lòng được kéo Tô Thanh Thi, đột nhiên thân thể mềm mại bị kéo vào lồng ngực cứng rắn, sau đó thấp giọng nói nhỏ bên tai. Thanh Thi, ta! Không biết Tô Thanh Thi nghe được cái gì, vành tay của nàng đỏ rực thật nhanh. Tuy đã là buổi tối, thế nhưng người ở cửa thành rất nhiều, không chỉ như vậy. Hầu như mỗi thời khắc đều có người xuất hiện trên truyền tống đài. Dương huynh đệ không tới. Nơi cửa thành, Man Tử nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Dương Diệp xuất hiện trước mặt, hắn lập tức lên tiếng. Ở buổi trưa, Dương Diệp nói sau khi xử lý xong việc của kiếm tông sẽ tới tìm bọn họ, vì lẽ đó ba người bọn họ cũng không hề rời đi. Nếu ngươi muốn đi thì ngươi đi đi, không ai bảo ngươi chờ. Thanh Hồng đứng bên cạnh tức giận liếc mắt nhìn Man Tử. Man Tử đỏ mặt, san đó cười cợt, không nói nữa. Đang lúc này, có một hộ vệ đội mặc khôi giáp màu bạc đến dò xét cửa thành, một người trong đó nhìn thấy ba người Thanh Hồng thì ngừng lại, hắn cau mày, sau một lúc, đột nhiên sắc mặt của hắn biến thành dữ tợn, sau đó đi về phía ba người Thanh Hồng. Tu Ngôn, ngươi làm cái gì? Thấy người này đột nhiên rời đội, một người trung niên cầm đầu trầm giọng quát lên. Nam tử tên là Tu Ngôn dừng bước. Oán độc nhìn ba người Thanh Hồng một chút, sau đó hít sâu một hơi nói. Hoàng thống lĩnh, ta gặp được hung thủ giết đệ đệ ta rồi. Hả? Hoàng thống lĩnh nhìn sang ba người Thanh Hồng, sau đó nói. Ngươi không lầm. Tu Ngôn lắc lắc đầu, nói. Lúc trước đệ đệ ta chết, ta đi tới Thập Vạn Đại Sơn điều tra, phát hiện đệ đệ ta đã gặp ba người này trong Thập Vạn Đại Sơn. Đệ đệ ta chết không rõ ràng trong Thập Vạn Đại Sơn. Mà ba người này đột nhiên mất tích, đệ đệ ta tuyệt đối bị ba người này giết, không phải vậy, tại sao bọn họ mất tích? Đệ đệ Tu Ngôn chính là Tu Viễn cùng ba người Thanh Hồng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, lúc trước hắn tìm khắp các thành thị chung quanh Thập Vạn Đại Sơn, nhưng mà hắn không tìm được tin tức của ba người Thanh Hồng, dường như ba người này biến mất khỏi thế gian, càng làm cho hắn xác định đệ đệ hắn chết là do ba người Thanh Hồng tạo thành. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn bỏ ra thời gian khá lâu cũng không tìm được ba người Thanh Hồng. Cuối cùng hắn không thể không từ bỏ tìm kiếm ba người Thanh Hồng, bởi vì mỗi năm một lần hộ vệ đế đô hoàng gia đội bắt đầu nhận người. Không nghi ngờ chút nào, hắn có thực lực vương giả cảnh nên thông qua. Hắn không nghĩ tới, hắn lại gặp ba dòng binh này tại đế đô. Ngươi định làm gì? Hoàng thống lĩnh hỏi. Ta muốn ba người này sống không bằng chết. Tu Ngôn Tử nhìn chằm chằm vào ba người Thanh Hồng.
Hoàng thống lĩnh trầm giọng nói. Lẽ nào ngươi muốn ra tay với bọn họ trên đường? Đừng quên, nơi này chính là đế đô. Tu Ngôn hít sâu một hơi, hắn áp chế tâm tình động thủ xuống. Hoàng thống lĩnh nói không sai, nơi này là Tần Đô, nếu như hắn giết ba người bên đường, như vậy tiền đồ của hắn xong rồi. Ở Tần Đô, ngoại trừ đám người điên như công hội Phù Văn Sư, không có bất kỳ người nào dám không tuân thủ luật pháp Đại Tần Đế Quốc. Một lát sau, Tu Ngôn nhìn về phía Hoàng thống lĩnh, nói. Tranh cử thống lĩnh năm nay, ta ủng hộ ngươi. Nghe vậy, Hoàng thống lĩnh nở nụ cười, sau đó quay về phía sau vẫy một tên binh lính, sau đó nói nhỏ bên tai đối phương vài câu, người binh sĩ kia liếc mắt nhìn ba người Thanh Hồng, sau đó gật gật đầu rời đi. Tu Ngôn huynh đệ, tuy rằng chúng ta không thể tự ý ra tay động thủ với ba người này, thế nhưng nếu như đối phương xúc phạm luật pháp Đại Tần Đế Quốc thì sao? Hoàng thống lĩnh ngoài cười nhưng lòng không cười. Tu Ngôn nhìn Hoàng thống lĩnh một chút, sâu trong mắt hắn có đề phòng. Người của hộ vệ hoàng gia đội đông đảo, thống lĩnh cũng nhiều, trên thống lĩnh chính là hộ vệ trưởng, muốn làm hộ vệ trưởng, không chỉ cần thực lực, càng cần những thành viên hộ vệ đội chống đỡ. Ban đầu hắn không dự định chống đỡ Hoàng thống lĩnh, thế nhưng vì báo thù, hết cách rồi, hắn chỉ có thể đổi trận doanh. Nhưng tâm nhãn của đối phương, ngày sau phải cẩn thận nhiều hơn, Tu Ngôn âm thầm nghĩ trong lòng. Chấm. Thanh Hồng Đờ Nác tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm bóng người Dương Diệp, đột nhiên, một người trung niên đi tới trước mặt nàng, ánh mắt người trung niên đánh giá vóc dáng mê người của Thanh Hồng, trong mắt mang theo tham lam và dâm dục không che giấu được, sau đó hắn nở nụ cười, nói. Cha cha, đúng là xinh xắn, vóc người này, gương mặt này, còn dễ nhìn hơn những đầu bài thanh lâu. Nếu có thể, người trung niên còn chưa nói hết lời, một thanh quỷ đầu đại đao đã bổ về phía tên trăng niên. Động thủ chính là Man Tử, thấy có người đùa giỡn muội muội của hắn, Man Tử tức giận không kiềm chế được, không chút nghĩ ngợi đã rút đao bổ xuống. Nhìn thấy Man Tử động đao, mọi người ở cửa thành hô lên đầy kinh ngạc, sau đó vội vã tránh ra sau một đoạn. Động thủ ở đế đô, người này không ngu ngốc thì quá trâu bò. Nhìn thấy Man Tử động thủ, đại hán trung niên nở nụ cười quái dị. Ngay khi đại đao Man Tử muốn chém vào đỉnh đầu tên trung niên, đột nhiên có một tia khí kình đánh vào đại đao của Man Tử, trong lòng Man Tử một hãi, cánh tay của hắn tê dại một hồi, đại đao bay ra ngoài. Ca! Thanh Hồng thét lên đầy kinh hãi, nàng vội vã đi tới bên cạnh Man Tử, nói. Ngươi không sao chứ? Man Tử lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía hộ vệ đội mặc khôi giáp màu bạc, thầm nghĩ trong lòng không được, hắn suy nghĩ chuẩn bị dùng biện pháp gì đó rời đi, đột nhiên đối phương đã đi tới trước mặt hắn. Hoàng thống lĩnh liếc mắt nhìn đại hán trung niên đùa giỡn Thanh Hồng một chút, sau đó lại nhìn ba người Man Tử một chút, mặt không hề có cảm xúc, nói. Dám gây sự ở đế đô, bắt hết, người vi phạm bên đường chém giết. Chuyện là như thế này. Man Tử đi lên phía trước, đang chuẩn bị giải thích cái gì. Nhưng mà có một bóng người xuất hiện, Man Tử phun máu tươi và thân thể bay ngược về phía sau. Ca! Thanh Hồng thét lên đầy kinh hãi. Nàng vội vã chạy đến bên cạnh Man Tử, cũng nâng hắn dậy, vết thương trên bụng Man Tử rất nghiêm trọng, Thanh Hồng run rẩy, bởi vì đan điền của Man Tử đã vỡ vụn. Tiểu Hắc nhìn thấy đan điền Man Tử bị phá nát, thân thể hắn hơi động, hắn cầm chủy thủ ra tay đâm vào Tu Ngôn đã tấn công Man Tử. Bành! Một tiếng vang trầm thấp, Tiểu Hắc cũng bay ra ngoài, tương tự, đan điền cũng phá nát rồi. Tu Ngôn xem thường nhìn Man Tử cùng Tiểu Hắc một chút, nói. Đúng là yếu. Thanh Hồng chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Tu Ngôn, song quyền nắm chặt, nói ra từng chữ. Vì sao? Nàng không ngốc, đối phương vừa ra tay đã hạ tử thủ, liên tưởng đến người trung niên đột nhiên xuất hiện lúc trước. Nàng biết, đây là một cái bẫy nhằm vào ba người bọn họ, nhưng nàng không hiểu tại sao hộ vệ hoàng gia lại nhắm vào bọn họ. Tại sao? Tu Ngôn híp mắt lại, nói. Ta cũng muốn hỏi các ngươi một chút. Vì sao lại giết đệ đệ của ta, ta tên Tu Ngôn, Tu Viễn là đệ đệ của ta, hiện tại nghĩ tới cái gì chưa? Thì ra là như vậy. Thanh Hồng nở nụ cười thê thảm, tuy rằng Tu Viễn không phải huynh muội bọn họ giết chết, thế nhưng có cái gì khác nhau chứ? Lúc trước Dương Diệp vì bọn họ mới giết Tu Viễn, có thể nói, Tu Viễn chết không tách rời khỏi bọn họ. Quả nhiên là các ngươi giết. Nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Hồng, sắc mặt Tu Ngôn biến thành dữ tợn, nói. Ta không hỏi các ngươi tại sao giết đệ đệ ta,
bởi vì chuyện này không có ý nghĩa. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ba người các ngươi, ta sẽ bán hai tên kia làm nam kỹ, còn ngươi, ban đầu ta cũng dự định bán ngươi, nhưng ta đổi ý, ta quyết định chờ ta chơi chán sẽ bán ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng lãng phí thời gian. Lúc này, Hoàng thống lĩnh đứng bên cạnh cau mày nói. Nếu như là bình thường, hắn cũng không dám trắng trợn giúp đỡ Tu Môn đối phó ba dòng binh như vậy, dù sao luật pháp Đại Tần Đế Quốc không phải để nhìn, nếu như sự tình bại lộ, vậy hắn cũng xong đời. Thế nhưng hiện tại là thời kỳ không bình thường, hộ vệ đội bọn họ có quyền lực lớn hơn bình thường, đó là có quyền tiên trảm hậu tấu. Chỉ cần giải quyết ba dòng binh trước mặt, không còn hội thẩm gì đó, ai sẽ lưu ý tính mạng của ba tên dòng binh. Tu Môn cười gần một tiếng, sau đó nói. Trước đó, ta cũng nên phế bỏ ngươi đã. Nói xong, thân hình hắn hơi động, chân phải đá vào bụng của Thanh Hồng. Thanh Hồng không có phản kháng, cũng phản kháng không được, nàng hiện tại không có khả năng chống cự vương giả cảnh. Nhưng trong lòng nàng không cam lòng, hai cái không cam lòng, thứ nhất không cam lòng chính là phải chết như vậy, thứ hai không cam lòng chính là còn chưa kịp nhìn thấy Dương Diệp đã chết rồi. Man Tử Lão nói với nàng, thời gian sẽ giúp nàng quên đi Dương Diệp. Hiện tại chia tay với Dương Diệp đã mấy tháng, nàng không chỉ không quên Dương Diệp, trái lại càng có cảm tình sâu đậm với Dương Diệp hơn trước. Rất nhiều lần bản thân nàng tự hỏi mình, tại sao yêu thích Dương Diệp, không có đáp án chính xác, có lúc, yêu thích một người không cần lý do và nguyên nhân, không phải sao. Nhưng tất cả đã kết thúc, bởi vì nàng cảm nhận được khí thế kinh khủng của vương giả cảnh đánh tới. Ngay khi chân của Tu Môn cách bụng của Thanh Hồng chưa tới nửa trượng, đột nhiên ở cửa thành xuất hiện tiếng kiếm ngâm vang vọng, sau đó, một đạo kiếm khí óng ánh xé gió chém thẳng vào lưng Tu Môn. Kiếm khí màu vàng óng kia nhanh như chớp giật, sắc mặt Tu Môn thay đổi, nếu chân của hắn tiếp tục phá hư đan điền của Thanh Hồng, hắn sẽ bị đạo kiếm khí kia chém thẳng vào lưng. Hắn sẽ không hy sinh chính mình mà phá hư đan điền của nữ tử trước mặt, bởi vì hắn cảm thấy không đáng. Tu Môn thu chân, chân vừa đạp xuống đất đã mượn lực lách người sang bên cạnh một trượng. Sau đó nhìn về phía xa xa, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai ra tay với hộ vệ đội của Đại Tần Đế Quốc. Không chỉ Tu Môn, người ở cửa thành và trong thành cũng muốn nhìn một chút là ai dám ra tay với hộ vệ đội của Đại Tần Đế Quốc. Đối với người ra tay với hộ vệ đội Hoàng gia Đại Tần Đế Quốc, việc này tương đương gây hấn với Đại Tần Đế Quốc, cho dù là đệ tử Nguyên Môn cũng không dám. Vào lúc kiếm khí màu vàng óng xuất hiện, Hoàng thống lĩnh cũng biến sắc, sau đó sắc mặt trầm xuống. Hắn vung tay phải lên, những đội viên hộ vệ phía sau đều rút trường thương ra, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dám ở ra tay với hộ vệ đội hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc, người này không phải siêu cấp ngu ngốc thì chính là siêu cấp trâu bò, nếu như là người sau, hắn cũng phải đối đãi thận trọng. Trong ánh mắt của mọi người, bóng người Dương Diệp xuất hiện, Dương Diệp không nhìn ánh mắt của mọi người, hắn bước nhanh tới bên cạnh Thanh Hồng, liếc mắt nhìn Tiểu Hắc và Man Tử đã ngất đi. Sau đó lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thanh Hồng, áy náy nói. Xin lỗi, ta tới chậm rồi. Thanh Hồng lắc lắc đầu, sau đó nhào vào trong lồng ngực Dương Diệp, nàng ôm Dương Diệp, không nói gì. Ngươi là đệ tử Kiếm Tông. Vào lúc này, Tu Môn trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ nhàng đẩy Thanh Hồng ra, đưa tay xoa xoa từng giọt nước mắt óng ánh trên mặt Thanh Hồng, nói. Nhìn đi, ta thề sẽ đòi lại công đạo cho các ngươi. Nói xong, Dương Diệp xoay người, đột nhiên chân phải đạp xuống, thân hình hắn lướt nhanh về phía Tu Môn, cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào hai chân, Tật Phong Ngoa và Tật Phong Bộ đồng thời mở ra. Lúc này Dương Diệp đã gia tăng tốc độ lên đỉnh cao, giữa trường ngoại trừ số ít mấy người ra, những người khác căn bản không nhìn thấy bản thể của hắn. Dương Diệp không hỏi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì việc này đã không còn ý nghĩa, hắn cũng sẽ không hỏi ai đúng ai sai. Bởi vì như vậy căn bản không trọng yếu. Dương Diệp hắn bên người thân không cần đạo lý. Dương Diệp đột nhiên động thủ, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây người. Ông trời ơi, những người kia chính là hộ vệ đội hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc đấy. Đệ tử Kiếm Tông lúc nào đã không đặt Đại Tần Đế Quốc vào trong mắt. Tu Môn cũng sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới đệ tử Kiếm Tông trước mặt lại trực tiếp động thủ, cũng không nói bất cứ lời nào. Sau khi ngắc nhiên qua đi, Tu Môn tức giận không kiềm được, nếu như đối phương là đệ tử Nguyên Môn, như vậy hắn còn có thể hơi kiêng kỵ. Nếu đối phương là đệ tử Kiếm Tông, đối phương lại động thủ trước, như vậy hắn không cần lưu thủ và cố kỵ.
Một tiên thiên cảnh nho nhỏ lại dám ra tay với hắn, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Rất nhanh, sắc mặt Tu Ngôn nghiêm túc, bởi vì tốc độ của tiên thiên cảnh trước mặt hắn thực sự quá nhanh, đã sắp tới mức hắn không thể không kiêng kỵ. Ngay khi cách Tu Ngôn còn hai trượng nữa, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải hơi động, một tấm thần hành phù vỗ vào cánh tay, chợt, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tu Ngôn, sau đó rút kiếm bổ mạnh về phía Tu Ngôn. Tử linh kiếm xuất hiện, tử quang thoáng hiện, một tia sáng tím nương theo kiếm khí phóng lên trời. Chấm. Vừa mới về phòng, đột nhiên Tô Thanh Thi cau mày, cổ tay hơi động, thanh kiếm xuất hiện trong tay của nàng, thanh kiếm này đang rung lên rất mạnh. Tử linh, xem ra ngươi rất hài lòng với chủ nhân hiện tại, ngay cả Thanh Minh cũng có thể cảm nhận ngươi hưng phấn. Vừa dứt lời, thân hình Tô Thanh Thi hơi động, nàng biến mất ở trong phòng. Chấm. Cửa thành. Dương Diệp cũng giật mình vì biến cố đột ngột của tử linh kiếm, lúc Tô Thanh Thi đưa cho hắn, hắn vẫn chưa từng dùng tới thanh kiếm này, cho nên hắn cũng không hiểu biến hóa của tử linh. Dương Diệp nghi hoặc, đối thủ Tu Ngôn của hắn đã sợ hãi càng thêm kinh hãi. Đột nhiên tốc độ Dương Diệp tăng nhanh, hắn cũng chấn kinh không ngớt, Dương Diệp rút kiếm chém xuống, tốc độ và uy thế rút kiếm làm hắn kinh hãi. Hắn làm sao cũng không ngờ, tại sao một huyền giả tiên thiên cảnh lại có tốc độ khủng khiếp như vậy. Có thể triển khai kiếm kỹ khủng bố như thế. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không lùi bước về phía sau, trên mặt Tu Ngôn xuất hiện một tia kiên quyết, sau đó cánh tay trái cản lại. Hắn cũng muốn dùng đồ vật ngăn cản, thế nhưng hết cách rồi, hắn không có đồ vật khác. Bởi vì vừa bắt đầu hắn đã khinh địch, vì lẽ đó hắn không có mang huyền bảo của bản thân ra, hơn nữa từ khi Dương Diệp động thủ đến hiện tại đã dồn hắn vào tuyệt cảnh, tất cả chỉ diễn ra trong 2 giây mà thôi. Hắn không kịp lấy huyền bảo ra trong 2 giây, vì lẽ đó hắn lựa chọn dùng cánh tay ngăn chặn. Muốn đầu hay muốn cánh tay, hắn quả quyết lựa chọn muốn đầu, hơn nữa trong lòng hắn còn ôm một ít may mắn, kiếm của đối phương không nhất định gây tổn thương cho hắn, dù sao thân thể vương giả cảnh cũng tương đương với thân thể huyền thú cấp 9. A, à, tử linh không bị trở ngại cắt đứt cánh tay của Tu Ngôn, cũng phá tan một chút may mắn trong lòng của Tu Ngôn. Theo tiếng kêu thảm thiết của Tu Ngôn, cánh tay của Tu Ngôn bay ra ngoài, một luồng máu tươi từ vị trí cụt tay của Tu Ngôn bắn ra như suối, tình cảnh như thế thật đồ sộ và máu tanh. Một chiêu kiếm chặt đứt cánh tay Tu Ngôn, Dương Diệp cũng không có ngừng tay, cổ tay hơi động, trường kiếm đâm nghiêng vào thân thể Tu Ngôn, nếu như bị đánh trúng một cái, thân thể của Tu Ngôn sẽ bị chém đứt thành 2 nửa. Tu Ngôn kinh hãi gần chết, hắn theo bản năng dùng tay phải ngăn cản lại. Xì, một cánh tay nữa bay ra ngoài. Máu tươi phun ra như suối. Cổ tay của Dương Diệp hơi động, trường kiếm của hắn chuẩn bị đâm lần thứ 2, vào lúc này, một thanh ngân thương xuất hiện sau lưng Dương Diệp, tốc độ cực nhanh. Dương Diệp không dám khinh thường, xoay người, trường kiếm bổ mạnh vào ngân thương đang đánh tới. Cong! Một âm thanh va chạm vang lên như sấm, tử linh và ngân thương tách ra. Nhìn ngân thương xuất hiện một lỗ thủng, mí mắt của Hoàng thống lĩnh co giật. Ngân thương của hắn chính là huyền giai thượng phẩm, mà huyền bảo huyền giai thượng phẩm lại bị đối phương chém mất một góc. Nghĩ tới đây, Hoàng thống lĩnh nhìn tử linh trong tay Dương Diệp một chút, sau đó trầm giọng nói. Huyền kiếm cực phẩm, ngươi là đệ tử kiếm tông tham gia thanh vân bảng. Phải. Dương Diệp nhìn người trước mắt, huyền khí trong cơ thể phun trào, hắn chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Hoàng thống lĩnh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, nói. Ngươi đã là đệ tử kiếm tông, ngươi nên biết tại đế đô không cho phép tự ý động thủ, mà ngươi không chỉ động thủ, đối tượng động thủ còn là hộ vệ đội hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc, làm sao, kiếm tông các ngươi hiện tại đã không đặt Đại Tần Đế Quốc vào trong mắt. Muốn bố trí tội danh cho ta sao? Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói. Cũng được, nếu ngươi hiện tại muốn giảng đạo lý, vậy chúng ta nên nói một chút. Ta muốn hỏi, ba bằng hữu của ta phạm vào tội gì? Các ngươi lại muốn phế bọn họ bên đường. Quên đi, nói ra thì ngươi cũng không nói thật, Thanh Hồng, ngươi nói chuyện lúc trước một lần. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Thanh Hồng. Thanh Hồng hít sâu một hơi, sau đó nói những chuyện xảy lúc trước. Nghe xong, sắc mặt Dương Diệp càng biến thành âm trầm, sau đó nhìn về phía Hoàng thống lĩnh, nói. Nàng nói là thật, bọn họ động thủ ở đế đô, ngươi không nghe sao? Hoàng thống lĩnh trầm giọng nói. Nếu như đối phương chỉ là một huyền giả phổ thông, đương nhiên hắn không phí lời với đối phương,
thế nhưng đối phương là đệ tử kiếm tông. Tuy rằng kiếm tông hiện tại sa sút, nhưng dù gì cũng là 6 thế lực lớn, không phải hắn có thể đắc tội. Vì lẽ đó hắn cần chiếm lý mới được. Thế cục rõ ràng như thế, người muốn lừa gạt ai? Dương Diệp lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là người ngớ ngẩn hay sao? Làm càn. Bị Dương Diệp nhục mạ bên đường, Hoàng thống lĩnh nổi giận, hắn cũng không thèm phí lời, vung tay phải lên, nói. Bắt, muốn chết không muốn sống, xảy ra chuyện ta gánh chịu. Lúc này hắn đã quyết định, chỉ cần đánh chết một nam một nữ bên đường, cho dù đắc tội kiếm tông cũng không tiếc. Dương Diệp cười gần một tiếng, nói. Quả nhiên vẫn dựa vào nắm đấm, còn nữa, xảy ra chuyện ngươi gánh chịu. Ta sợ ngươi không gánh vác được. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải ném một tấm huy chương bay về phía Hoàng thống lĩnh. Nhìn thấy tấm huy chương này, sắc mặt Hoàng thống lĩnh thay đổi rất đặc sắc, bàn tay cũng run rẩy. Nhìn tấm huy chương trong tay, vẻ mặt của Hoàng thống biến thành cực kỳ khó coi, lúc này hắn hối hận phát điên. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mặt lại là Phù Văn Sư đấy. Phù Văn Sư, đừng nói thống lĩnh nho nhỏ như hắn, cho dù là thị vệ trưởng cũng không trêu chọc nổi. Hoàng thống lĩnh lúc này nặn ra nụ cười vui vẻ, cung kính giao tấm huy chương cho Dương Diệp, nói. Tiểu huynh đệ, đây là một chuyện hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm. Nhìn thấy Hoàng thống lĩnh cung kính khiêm tốn như thế, tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt khác lạ. Dám gây sự ở đế đô, còn phế bỏ thành viên hộ vệ đội Hoàng gia Đại Tần đế quốc. Người này không phải trâu bò chính là ngu ngốc, không thể nghi ngờ, Dương Diệp thuộc về người trước. Hiểu lầm. Dương Diệp cười gằn một tiếng, châm chọc nói. Làm sao, hiện tại muốn giảng đạo lý với ta, nhưng rất xin lỗi, ta hiện tại không chuẩn bị giảng đạo lý. Ta muốn gặp thị vệ trưởng của các ngươi. Dương huynh đệ. Hoàng thống lĩnh khổ cười cợt, nói. Việc ngày hôm nay là chủ ý của một mình Tu Ngôn, hiện tại hắn cũng biến thành thế này. Ngươi xem việc này có thể quên đi hay không? Dáng vẻ này. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Tu Ngôn đã nửa hôn mê, không chút do dự mà nâng chân đá mạnh vào bụng của Tu Ngôn một cái. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Tu Ngôn bay ra ngoài. Trên không trung, hai mắt Tu Ngôn trợn tròn, bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có sợ hãi. Mọi người ở nơi này dùng ánh mắt thương hại nhìn Tu Ngôn, việc này gọi là thiện giả thiện báo. Ác giả ác báo, lúc trước Tu Ngôn phế bỏ đan điền của người khác, hiện tại đến phiên hắn. Ánh mắt Hoàng thống lĩnh đứng bên cạnh sinh ra hàn mang, Dương Diệp phế bỏ Tu Ngôn ở ngay trước mặt hắn, việc này là không đặt hắn vào mắt. Nhưng vừa nghĩ tới thân phận của Dương Diệp, Hoàng thống lĩnh cũng chỉ có thể áp chế lửa giận trong lòng của mình, không chỉ có như vậy, hắn còn phải nặn ra nụ cười thật sáng lạn. Phế bỏ Tu Ngôn, Dương Diệp xoay người nhìn Hoàng thống lĩnh, nói. Tên trung niên lúc trước mở miệng trêu đùa bằng hữu của ta đâu. Đừng cho nói với ta là ngươi không biết. Đương nhiên Dương Diệp sẽ không quên đi như vậy, trừ Tu Viễn là hắn giết, Man Tử cùng Tiểu Hắc đã bị hắn liên lụy vào, mối thù này, hắn làm sao có thể không thế báo cho bọn họ chứ? Nụ cười trên mặt Hoàng thống lĩnh biến thành cứng đờ, thiếu niên trước mắt không có dự định kết thúc việc nơi đây. Hít sâu một hơi, nếu như vậy, hắn cũng không cần thiết làm ra vẻ mặt đáng thương. Sắc mặt của hắn khôi phục lại như vậy, lãnh đạm nói một tiếng. Dương huynh đệ, tuy rằng ngươi là Phù Văn Sư, nhưng ngươi cũng không có quyền lợi giết người bên đường ở đế đô, còn vấn đề ba bằng hữu của ngươi, đó là thuộc về chuyện của Đại Tần đế quốc, cũng không cần công hội Phù Văn Sư tới quản. Nếu như ta quản thì sao? Đôi mắt Dương Diệp híp lại, đối phương muốn không nể mặt mũi, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Ngược lại hắn cũng không có ý định buông tha đối phương. Hoàng thống lĩnh cười gằn một tiếng, không hề trả lời Dương Diệp, xoay người nhìn hộ vệ đội phía sau, quát lên. Mang Tu Ngôn về, cũng mang theo hai dòng binh và nữ tử kia đi. Chỉ cần giải quyết ba người kia, như vậy hắn không còn nhược điểm ở trong tay đối phương, cho dù đối phương là Phù Văn Sư thì thế nào. Dương Diệp híp mắt lại, đúng vào lúc này, Thanh Hồng kéo cánh tay Dương Diệp, nói. Được rồi. Tuy rằng Thanh Hồng lúc này hận không thể giết sạch đám hộ vệ đội Hoàng gia, thế nhưng nàng biết, đây là việc không thể nào. Cho dù Dương Diệp là Phù Văn Sư cũng không thể, làm không cẩn thận, trái lại còn liên lụy Dương Diệp. Cho nên nàng nhận mệnh, tuy rằng không cam lòng, nhưng có biện pháp gì? Thực lực yếu, địa vị thấp,
chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Quên đi. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười cợt, nói. Ngươi có biết kết cục ngươi đi với hắn hay không? Lại nói, việc này làm sao có thể tính toán như vậy chứ? Nói cho cùng, các ngươi bởi vì ta mới bị liên lụy vào việc này, vì lẽ đó, việc này không thể tính toán như vậy được. Nói xong, Dương Diệp cười cợt, hắn xoay người rút trường kiếm ra khỏi vỏ, ba đạo kiếm khí màu vàng óng bắn về phía ba tên hộ vệ đội hoàng gia đang đi về hướng đám người Thanh Hồng. Nhìn thấy Dương Diệp lại ra tay, tất cả mọi người ở nơi này hít khí lạnh, đây mới thật sự không đặt Đại Tần Đế Quốc vào trong mắt, ở đế đô công nhiên khiêu khích Đại Tần Đế Quốc. Nhìn thấy Dương Diệp lại ra tay, Hoàng thống lĩnh cười gần một tiếng, hắn muốn chính là kết quả này. Hiện tại, cho dù hắn giết đối phương ở trên đường cũng không phải không thể, bởi vì luật pháp Đại Tần Đế Quốc không thể bị khiêu khích. Ba người đang chuẩn bị nhằm vào Thanh Hồng không kịp chuẩn bị. Bọn họ bị ba đạo kiếm khí màu vàng óng đâm thủng ngực và tử vong tại chỗ. Thực sự là can đảm. Nhìn thấy thuộc hạ của chính mình lại bị đối phương dùng một chiêu kiếm chém giết, Hoàng thống lĩnh gầm lên một tiếng, chợt cổ tay hơi động, ngân thương trong tay hóa thành một đạo ánh bạc bắn về phía Dương Diệp. Ngân thương tốc độ cực nhanh, mọi người ở nơi này không nhìn thấy bản thể của ngân thương, chỉ nhìn thấy một tia hàn quang sắc bén xé gió đánh tới, một đòn của cường giả vương giả cảnh mạnh mẽ như vậy. Dương Diệp nở nụ cười gằn, nắm trường kiếm trong tay và bổ từ dưới lên. Oanh! Trường thương bay ngược về phía sau với tốc độ nhanh hơn cả tốc độ công kích. Mí mắt Hoàng thống lĩnh co giật, thực lực đệ tử kiếm tông trước mắt không đơn giản, ngay khi hắn chuẩn bị công kích lần nữa, đột nhiên, trong mắt Hoàng thống lĩnh co rụt lại, bởi vì đệ tử kiếm tông trước mắt đã đi tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lan ra khắp nội tâm của hắn. Trong lòng Hoàng thống lĩnh sinh ra cảm giác kinh hãi, hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không dám khinh thường, ngân thương xoay một cái và che ở trước người. Oanh! Một nguồn sức mạnh truyền tới từ ngân thương, cánh tay phải của Hoàng thống lĩnh tê dần, hai chân lui lại phía sau. Một đòn không được, Dương Diệp hơi cau mày, hắn hiện tại hậu phát chế nhân nhưng với một ít cường giả vương giả cảnh vẫn hơi không đủ. Lắc lắc đầu, không nghĩ tới vấn đề này nữa. Thân thể Dương Diệp hơi động. Hắn lại công kích Hoàng thống lĩnh lần nữa. Nhưng hắn vừa động thủ đã muốn hạ tử thủ, cũng vừa hay nhìn xem thực lực của cường giả vương giả cảnh. Phải biết, mỗi yêu nghiệt trên thanh vân bảng đều có thể chống lại cường giả vương giả cảnh. Còn về hậu quả, hắn thật sự không nghĩ tới. Có công hội phù văn sư làm núi dựa cho hắn cần sợ tiểu thống lĩnh hộ vệ đội hoàng gia hay sao? Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn chiếm lý, chỉ cần chiếm lý. Cho dù nháo tới Kim Loan Điện thì hắn cũng không sợ. Ở chỗ khác có thể không giảng đạo lý, không luật, thế nhưng ở đây là đế đô, nhất định phải giảng. Nhìn thấy Dương Diệp lại lao tới lần thứ hai, trong mắt Hoàng thống bắn ra một tia sát ý, cổ tay hơi động, ngân thương bắn nhanh ra như điện. Lần này hắn không có lưu thủ, cũng không dám lưu thủ, lúc trước hắn còn xem thường tên đệ tử kiếm tông này, nhưng sau khi giao phong, hắn biết, nếu như hắn lại coi thường, hắn có khả năng nằm lại tại nơi này. Ngân thương rời tay Hoàng thống lĩnh liền nổ tung hóa thành một đạo hào quang màu bạc, cùng lúc đó, vô số bóng ngân thương bạo phát giống như mưa rơi thẳng về phía Dương Diệp. Bóng thương quá nhiều, khiến người ta hoa cả mắt, căn bản không nhận rõ cái nào mới là bản thể ngân thương thật. Đối mặt với uy thế khủng khiếp như thế, những người đang xem cuộc vui cũng khiếp sợ không nhỏ, bọn họ vội vã lui về phía sau, sợ hãi bị dính tên bay đạn lạc. Đôi mắt Dương Diệp khép hờ, bóng thương tới cách hắn nửa trượng, đột nhiên hai mắt Dương Diệp mở ra, hắn rút kiếm đâm một cái. Cong! Một âm thanh kim thiết va chạm nhau vang lên, sau một khắc, những bóng thương kia biến mất, lộ ra bản thể ngân thương, mà mũi kiếm của Dương Diệp lại đánh vào đầu ngân thương. Trong lòng Hoàng thống lĩnh dùng mình, huyễn ảnh thương của hắn chính là huyền kỹ huyền giai thượng phẩm, do hắn triển khai. Cho dù một ít huyền giả vương giả cảnh cũng không nhất định có thể tìm ra bản thể ngân thương, mà thiếu niên trước mắt lại làm được, hơn nữa còn ung dung như vậy, dễ như ăn bánh. Lần này, hắn triệt để thu hồi tâm tư khinh thường, cũng đối đãi thiếu niên trước mặt giống như kẻ địch chân chính. Lần này Dương Diệp xem như cảm nhận được chỗ tốt của kiếm tâm thanh minh, lúc trước đối phương thi triển huyền kỹ, hắn cũng không có hết sức quan sát kẽ hở trong huyền kỹ của đối phương, kẽ hở của đối phương lại xuất hiện trong đầu của hắn. Mà chiêu kiếm này của hắn cũng đâm ra như bản năng. Ngược lại từ khi đối phương bắt đầu thi triển huyền kỹ,
hắn tìm ra kẽ hở sau đó xuất kích một loạt động tác đều phi thường tự nhiên, như bản năng. Trước đây hắn nghe Mạc lão nói một kiếm phá vạn pháp còn không để ý lắm, hiện tại, hắn thật cảm giác được chỗ khủng bố của kiếm tâm thanh minh. Lắc lắc đầu, hắn không suy nghĩ những việc này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng thống lĩnh, không nói nhảm, chân phải của hắn đạp đất, thân hình lao thẳng về phía trước. Hắn nhất định phải giết người này vào hôm nay. Lúc này, người ở cửa thành càng ngày càng nhiều, không ngừng có huyền giả xuất hiện, còn có hộ vệ đội Hoàng gia Đại Tần đế quốc khác. Những hộ vệ đội này khi biết Hoàng thống lĩnh giao thủ với một tên phù văn sư, tất cả đều rất sáng suốt lựa chọn bàng quan, không có tiến lên hỗ trợ. Đùa giỡn, phù văn sư không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Cha cha, thiếu niên cầm kiếm là đệ tử kiếm tông sao? Thực lực thật mạnh, lại có thể đối chiến ngang với cường giả vương giả cảnh, kiếm tông không hổ là một trong 6 thế lực lớn, tuy rằng năm nay đã từ từ xuống dốc, thế nhưng đệ tử trong tông môn vẫn yêu nghiệt không giảm. Thực lực rất mạnh, nhưng động thủ với hộ vệ đội hoàng gia tại đế đô Đại Tần đế quốc là không sáng suốt, mặc dù kiếm tông là 6 thế lực lớn, thế nhưng còn không mạnh đến mức không nhìn Đại Tần đế quốc. Nếu sau đó kinh động cường giả linh giả cảnh của Đại Tần đế quốc, như vậy hắn nguy rồi. Có cái gì chứ, thiếu niên này thực lực mạnh như vậy, nói thế nào cũng là người được kiếm tông phái tới tham gia thanh vân bảng năm nay, người cảm thấy kiếm tông sẽ cho Đại Tần đế quốc xử trí hắn sao? Tuy rằng Đại Tần đế quốc lấy pháp trị quốc, chú ý người người bình đẳng trước luật pháp, thế nhưng có thể làm thật như vậy sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta xem kỹ đi, tiên thiên chiến vương giả, việc này còn thú vị hơn bọn họ biểu diễn tại trụ kiểm tra nhiều. Chấm. Giao thủ với Hoàng thống lĩnh mấy lần, Dương Diệp đã thăm dò ra thực lực của đối phương, nếu như hắn thi triển kiếm ý, hắn có lòng tin giết chết đối phương. Thế nhưng hắn không có sử dụng tới kiếm ý. Bởi vì kiếm ý là lá bài tẩy của hắn, hắn cần giữ lại đối phó những yêu nghiệt trên thanh vân bảng. Tuy rằng không thể triển khai kiếm ý, thế nhưng Dương Diệp vẫn có tự tin giết chết đối phương, nhưng cần phí chút thời gian mà thôi. Hoàng thống lĩnh lúc này càng đánh càng hoảng sợ, giao thủ với Dương Diệp đến hiện tại, hắn mới phát hiện, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực thiếu niên kiếm tông trước mặt. Mặc kệ hắn triển khai huyền kỹ gì, thiếu niên trước mắt vẫn có thể tìm ra nhược điểm của huyền kỹ trong nháy mắt. Điều này làm hắn nhiều lần bị đánh trọng thương. Nếu như không phải hắn chiếm ưu thế cảnh giới, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết. Nếu như sớm biết ba dòng binh kia là bằng hữu của phù văn sư đáng sợ, hơn nữa còn là phù văn sư thực lực mạnh mẽ như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không đi giúp tu môn đối phó ba người thanh hồng. Bành! Trường kiếm và ngân thương chạm vào nhau, đốm lửa bắn ra tung tóe, thân hình hai người bay về phía sau. Trong quá trình lui về phía sau tay trái, Dương Diệp điểm về phía Hoàng thống lĩnh một cái, một tia kiếm khí màu vàng óng mang theo tiếng xé gió sắc bén bay nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, huyền khí tiến vào trong Tật Phong Hoa, thân hình hơi động, mang theo một đạo tàn ảnh mỏng manh bay tới trước người Hoàng thống lĩnh, sau đó rút kiếm chém một cái. Lần này, Dương Diệp không có nương tay, khi dùng huyền khí màu vàng cùng sức mạnh thân thể gia trì, Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp đi qua chỗ nào, không khí nơi đều bị xé rách, từ đó từng tiếng xé gió sắc bén đâm về phía trước. Cảm nhận được uy thế bộc phát khủng bố trong công kích của Dương Diệp, Hoàng thống lĩnh kinh hãi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào bên trong ngân thương, khi huyền khí điên cuồng tràn vào, đột nhiên ngân thương bắn ra từng tia sáng màu bạc chói mắt đến cực điểm, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, hắn đâm một kích khủng bố ngăn cản kiếm chiêu đáng sợ của Dương Diệp. Mũi thương mũi kiếm va chạm, một đạo sóng khí quét qua chung quanh, hai người không ngừng lui về phía sau, mặt đất nứt ra trong nháy mắt, một vết nứt đáng sợ không ngừng lan ra chung quanh. Cổ tay của Dương Diệp hơi động, trường kiếm bỏ qua ngân thương, sau đó đâm thẳng vào ngực của Hoàng thống lĩnh. Thấy thế, Hoàng thống lĩnh vui vẻ, bởi vì kiếm của thiếu niên trước mắt còn chưa tới ngực hắn sẽ bị ngân thương đâm trúng. Không có do dự, cánh tay của Hoàng thống lĩnh chấn động, ngân thương giống như mãng xà đâm thẳng vào ngực của Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười châm chọc, tốc độ trường kiếm trong tay không giảm, hơn nữa đâm về phía trước nhanh hơn vài phần. Thiếu niên này đang tìm đường chết sao? Hắn không biết một tấc dài một tấc mạnh hay sao? Ai, thiếu niên này lúc trước chiến đấu có thể nói là hoàn mỹ, vì sao hắn lại làm ra hành động ngu xuẩn như thế, lẽ nào hắn quá muốn chiến thắng? Cũng phải, nếu như hắn có thể đánh bại cường giả vương giả cảnh trước mặt, khi đó hắn chắc chắn dương danh đế đô, thậm chí là nam vực.
Lúc trước nhìn hắn chiến đấu, hắn không phải kẻ ngu xuẩn lỗ mãng, lẽ nào hắn có hậu chiêu hay sao? Chấm. Trong ánh mắt kinh ngạc cùng tiếc hận của mọi người, trong tay ngân thương hoàng thống lĩnh đâm vào ngực của Dương Diệp, vào thời khắc hắn định đâm vào ngực của Dương Diệp, trên mặt hoàng thống lĩnh đang nở nụ cười cũng đông cứng lại, bởi vì hắn phát hiện ngân thương trong tay hắn khó tiến thêm một tấc. Bỗng nhiên, hoàng thống lĩnh mở to mắt nhìn, chỉ thấy chuôi tử linh kiếm của Dương Diệp đã đâm xuyên qua ngực của hắn chảy máu tươi như suối. Tất cả mọi người trong sân ngây người như hóa đá, không biết tại sao như vậy. Ngớ ngẩn, ta mặc huyền giáp. Dương Diệp rút trường kiếm về, hắn lãnh đạm nói một câu. Đương nhiên hắn không ngốc nói thân thể của mình còn mạnh hơn huyền thú vương giai. Nghe được Dương Diệp nói thế, mọi người xung quanh đã tỉnh ngộ, hóa ra là mặc huyền giáp. Nhưng trong mắt của hoàng thống lĩnh vẫn còn khiếp sợ cùng khó có thể tin nổi, hắn chề môi một cái, dường như hắn muốn nói cái gì đó, thế nhưng đáng tiếc, Dương Diệp không cho hắn cơ hội này, cổ tay hắn hơi động. Trường kiếm của hắn vặn ngang một cái, một luồng máu tươi phun ra ngoài. Đột nhiên, Dương Diệp hơi cau mày, hắn quay đầu nhìn vào trong thành, lúc này, một bóng người từ xa lao nhanh về hướng này, nhìn thấy người đến, Dương Diệp nắm chặt tử linh kiếm trong tay. Bởi vì người đến là cường giả linh giả cảnh, hơn nữa còn là người của Đại Tần Đế Quốc. Dương Diệp cảm giác tay phải ấm áp, cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay ngọc đang nắm chặt tay của hắn, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Thanh Hồng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kiên định. Dương Diệp cảm thấy nội tâm ấm áp, hắn mỉm cười biểu thị không có gì. Dương Diệp không phải một kẻ ngu xuẩn, cũng không phải một người ngu xuẩn làm việc bất chấp hậu quả. Hắn sở dĩ dám giết người hộ vệ đội hoàng gia của Đại Tần Đế Quốc ở giữa đường, hắn vẫn có dựa dẫm. Dựa dẫm của hắn chính là sư phụ tiện nghi kia, có người sư phụ kia ở đây, tăng thêm đứng về phía Đại Tần Đế Quốc. Nói vậy hoàng thống lĩnh chết cũng chỉ chết vô ích. Người đến nhìn thấy hoàng thống lĩnh chết không nhắm mắt, hai mắt hắn biến thành đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, điên cuồng nói. Ngươi đáng chết. Vừa dứt lời, thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt hắn đã đi tới trước Dương Diệp, sau đó hắn xuất trưởng đánh vào thiên linh cái của Dương Diệp. Nhìn thấy cường giả linh giả cảnh trước mắt lại trực tiếp động thủ, Dương Diệp biến sắc, không kịp nghĩ nhiều. Hắn rút kiếm chém mạnh. Người đến hừ lạnh một tiếng, hắn cong ngón tay búng một cái vào tử linh kiếm của Dương Diệp, một nguồn sức mạnh truyền đến, cánh tay Dương Diệp tê dần, tử linh kiếm trong tay suýt chút nữa bay ra ngoài nhưng mà còn chưa kết thúc. Sau khi búng vào tử linh kiếm của Dương Diệp, ngón tay người đến khép lại thành nắm đấm, sau đó đấm mạnh vào ngực của Dương Diệp. Quyền chưa tới, quyền phong đã đến, quyền phong mạnh mẽ làm cho quần áo trên người Dương Diệp tung bay. Thậm chí, trên mặt Dương Diệp cũng xuất hiện một chút tơ máu. Trong mắt Dương Diệp co rụt lại, người trước mắt có thực lực thật mạnh, hắn không dám khinh thường, trong cơ thể huyền khí phun trào, tay trái nắm lại và đánh thẳng về phía đối phương. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên giữa trường, Dương Diệp lui về phía sau 5 bước, khóe miệng xuất hiện một vệt máu tươi chảy xuống đất. Mà đối thủ của Dương Diệp chính là cường giả linh giả cảnh lại lui về phía sau 1 bước. Cường giả linh giả cảnh không có ra tay, chỉ oán độc nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại chỉ oán độc ra, còn có một tia bất ngờ và kiêng kỵ. Lúc trước hắn đánh ra một đòn không có lưu thủ, tuy rằng không có triển khai huyền kỹ, nhưng cũng không phải một huyền giả tiên thiên cảnh có thể chọi cứng. Rốt cuộc thiếu niên này là người phương nào? Đang lúc này, một tên thành viên hộ vệ đội hoàng gia đi tới trước mặt cường giả linh giả cảnh, nói. Hoàng vệ trường. Hắn là đệ tử kiếm tông tới tham gia thanh vân bảng, cũng là một tên phù văn sư. Nghe được câu cuối cùng, mí mắt hoàng vệ trường co giật, lại là một tên phù văn sư. Tại sao ngươi giết đệ đệ của ta? Hoàng vệ trường hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Tuy rằng lúc này hắn hận không thể giết người trước mắt ngay lập tức, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể, bởi vì nếu như hắn đánh giết một tên phù văn sư bên đường, vậy hắn sẽ bị công hội phù văn sư trả thù. Công hội phù văn sư trả thù, không phải một tên thị vệ trường nho nhỏ như hắn có thể chịu đựng. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, một chiếc xe ngựa tự trong thành chậm rãi đi tới cửa thành. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này, sắc mặt tất cả mọi người có mặt ở đây nghiêm túc. Ngựa là truy phong mã, trên xe ngựa thêu 4 con kim long vô cùng sống động. Ở Tần Đô, dám khắc long trên xe ngựa, chỉ có hoàng gia Đại Tần Đế Quốc. Xảy ra chuyện gì?
Một giọng nói trên xe ngựa truyền ra ngoài. Hoàng vệ trường đi tới trước xe ngựa, hắn cung kính thi lễ với xe ngựa một cái, sau đó nói. Bẩm nhị hoàng tử, đệ đệ ta bị người ta chém giết bên đường, đối phương là một tên phủ văn sư. Chém giết hộ vệ đội hoàng gia Đại Tần đế quốc chúng ta bên đường. Cửa xe từ từ mở ra, một tên thanh niên mặc hoàng bào thêu long khoảng chừng 20 đi xuống, thanh niên liếc mắt nhìn thi thể hoàng thống lĩnh trên mặt đất một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Cô dĩ vãng nghe phủ văn sư hung hăng cỡ nào, ngày hôm nay không nghĩ tới để cô nhìn thấy chân chính. Đánh giết thành viên hộ vệ đội hoàng gia Đại Tần đế quốc bên đường, ai cho ngươi lá gan và quyền lực này? Ta dĩ vãng cũng nghe nói hộ vệ đội hoàng gia hung hăng cỡ nào. Dương Diệp nói với thanh niên đối diện. Ngày hôm nay ta cũng xem như tăng trưởng kiến thức, là ai cho phép hộ vệ đội hoàng gia lá gan cùng quyền lực đánh giết phủ văn sư? Là hoàng thất Đại Tần các ngươi. Nếu như đối phương nói lý, hắn tự nhiên cũng sẽ nói lý, hiển nhiên, đối phương không chuẩn bị nói lý cùng hắn, nếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi nói lý với đối phương. Lá gan và quyền uy của ngươi chính là công hội phủ văn sư hay sao? Thanh niên nhìn Dương Diệp, nói. Nếu như là thế, cô sẽ nói cho ngươi biết, ngày hôm nay dù có thân phận phủ văn sư cũng không bảo vệ được ngươi. Ngày hôm nay cô muốn nhìn một chút, cô giết một phủ văn sư. Công hội phủ văn sư sẽ trả thù cô hay không? Nói xong, thanh niên nhìn về phía hoàng vệ trường, nói. Giết, tất cả do cô gánh chịu. Nghe được thanh niên nói thế, ánh mắt những hộ vệ đội hoàng gia nhìn về phía thanh niên kia bốc lửa. Những hộ vệ đội hoàng gia này không nghĩ tới nhị hoàng tử lại vì bọn họ mà đắc tội một tên phủ văn sư, đặc biệt là hoàng vệ trường, trong mắt tràn đầy cảm kích. Nhìn thấy ánh mắt thành viên hộ vệ đội hoàng gia chung quanh, thanh niên khẽ gật đầu, giết một phù văn sư để thu phục tâm của những người này, cuộc trao đổi này rất có lời. Còn công hội phù văn sư biết, công hội phù văn sư cũng có người của hắn, một phù văn sư tứ phẩm nho nhỏ, những người kia có thể bãi bình. Hoàng vệ trường chậm rãi đi về phía Dương Diệp, vừa đi vừa nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết nhanh như vậy, ngươi không phải ra mặt vì ba tên dòng binh hay sao? Ta sẽ cho ngươi thấy ta hành hạ ba dòng binh kia thế nào? Đặc biệt mỹ nữ này, ngươi yên tâm, mấy trăm huynh đệ của ta nhất định sẽ cố gắng, chăm sóc, nàng. Ngươi yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi đoàn tụ cùng đệ đệ của ngươi. Dương Diệp nhìn hoàng vệ trường, huyền khí trong cơ thể đang chuyển động điên cuồng, huyết sát châu cũng chuyển động cực nhanh. Lúc này hắn đã quyết định, cho dù có bại lộ huyết sát châu cũng phải đánh giết người trước mặt. Ha ha! Hoàng vệ trường bắt đầu cười lớn trắng trợn không kiêng dè, nói. Giết ta, ngươi muốn giết ta, đến đây, đến giết ta đi, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao giết ta nhìn đấy. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị lấy ra huyết sát châu, một bóng dáng bé nhỏ đột nhiên chạy ra khỏi đám người, bóng dáng bé nhỏ kia nhìn thấy Dương Diệp, ánh mắt sáng lên, nói. Tiểu tạp dịch, chính là ngươi. Ngươi đến không phải người khác, chính là tiểu ma nữ Bảo Nhi. Nhìn thấy Bảo Nhi, Dương Diệp lập tức từ bỏ đi tâm tư lấy ra huyết sát châu. Cũng không khách sáo với Bảo Nhi, nói. Bảo Nhi, có thuật phù hay không? Càng nhiều càng tốt. Bảo Nhi nhìn hắn, sau đó nói. Ngươi muốn nổ người. Dương Diệp tàn nhẫn mà gật đầu. Bảo Nhi xoay người chỉ vào hoàng vệ trường, nói. Ngươi muốn nổ hắn. Dương Diệp gật đầu lần thứ hai. Ta giúp ngươi. Nói xong, cũng không chờ Dương Diệp đáp ứng cái gì, nàng trực tiếp móc ra một đống lớn bùa chú. Sau đó ở trước ánh mắt của mọi người và ném bùa chú về phía hoàng vệ trường. Chuyện vui vẻ như nổ người, nàng làm sao có thể chừa cho Dương Diệp chứ? Hơn nữa sau khi nổ người, nàng còn không gánh trách nhiệm, ai tới gánh trách nhiệm? Tự nhiên là Dương Diệp đến gánh, nàng chỉ giúp hắn mà thôi. Một đám lớn bùa chú, có hơn 10 tấm, còn là cấp bậc gì, Bảo Nhi không có để ý, ngược lại cứ ném là được. Nhìn thấy mười mấy tấm bùa chú bay tới. Khóe miệng hoàng vệ trường cong lên đầy châm biếm, muốn bằng mười mấy tấm thuật phù đánh giết hắn. Hai người trước mắt quá ngây thơ. Nhị hoàng tử đứng gần đó đã khiếp sợ, bỗng nhiên quát lên. Cẩn thận, trong đó có thuật phù cao cấp. Nói xong, thân hình hơi động, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng hắn nhắc nhở đã chậm, những bùa chú kia đã có hiệu lực. Chừng 10 tấm bùa chú đón gió căng phồng lên, sau đó biến thành quả cầu lửa to bằng đầu người. Có tia chớp to như cánh tay,
có phong nhận vô cùng sắc bén, bông tuyết lít nha lít nhít. Các loại công kích đủ màu sắc và đủ hình dáng bay thẳng về phía hoàng vệ trưởng. Sắc mặt hoàng vệ thay đổi, sắc mặt đám người chung quanh cũng thay đổi. Ầm, một tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, mặt run rẩy rất mạnh. Thời khắc này, người trong phạm vi mấy trăm dặm đều nghe thấy tiếng nổ lớn, vô số người trong đế đô đều khiếp sợ. Vô số hộ vệ đội hoàng gia và đội bí mật của Đại Tần Đế quốc bộ điên cuồng lao thẳng về phía cửa thành. Khói bụi tản đi, một cái hố lớn vài chục trượng, sâu vài chục trượng xuất hiện tại cửa thành đế đô. Còn hoàng vệ trường đương nhiên không chết nhưng không khá hơn chút nào. Lúc này toàn thân hoàng vệ trường rách rách dưới dưới, tóc bị nổ tung, trên gương mặt đen còn mang theo máu tươi, trên người không có khối thịt lành lặn. Không chỉ có hoàng vệ trường, một ít huyền giả ở bên cạnh cũng bị liên lụy. Bởi vì lúc bùa chúa nổ tung, bọn họ không kịp lui lại, vì lẽ đó. Nhìn hố sâu to lớn, yết hầu Dương Diệp rung động, cho dù là huyền kỹ cao cấp cũng không nhất định có thể chế tạo ra. Mí mắt của nhị hoàng tử hơi co giật một cái, hắn không phải khiếp sợ hiệu quả, mà là khiếp sợ tiểu cô nương trước mắt tiện tay móc ra một đống thuật phù, hơn nữa trong đó còn có thuật phù cao cấp. Thuật phù cao cấp, thứ này hắn cũng khó có được. Tiểu tạp dịch, hắn thật lợi hại, vẫn còn sống sót. Bảo Nhi nhìn hoàng vệ trường, hơi bất ngờ nói. Tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Giữa trường, hoàng vệ trường gầm lên một tiếng, sau đó hắn điên cuồng lao thẳng về phía Bảo Nhi. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía hoàng vệ trường đã biến thành thương hại, lần này, người này không chết cũng phải chết, cho dù hoàng đế Đại Tần Đế quốc cũng không nhất định có thể giữ được hắn. Nhị hoàng tử bên cạnh đang chuẩn bị ngăn cản hoàng vệ trường, nhưng hắn vẫn chậm, hoàng vệ trường thịnh nộ đã lao tới tấn công Bảo Nhi. Ngay khi hoàng vệ trường đi tới trước người Bảo Nhi hai trượng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bảo Nhi, người đến vung tay phải lên, hoàng vệ trường là cường giả linh giả cảnh cũng bị đánh bay ra sau. Người đến không phải người khác, chính là gia gia của Bảo Nhi, cũng chính là sư phụ Lâm Sơn của Dương Diệp. Lâm Sơn lạnh lùng nhìn hoàng vệ trường một chút, sau đó nói. Ngươi tính là thứ gì, lại dám ra tay với cháu của ta? Nói xong. Hắn quay đầu nhìn nhị hoàng tử gần đó, nói. Nhị hoàng tử điện hạ, lão phu muốn giết hắn, ngươi không có ý kiến chớ. Lâm Sơn, nhị hoàng tử tự nhiên nhận ra, nhị hoàng tử biết lần này đá vào tấm sắt, lập tức nói. Hóa ra là Lâm Sơn tiền bối, lúc trước thuộc hạ của ta ra tay với cháu của ngài, là hắn không phải, hiện tại hắn đã trọng thương, lúc này xem như xong, được chứ. Hắn đương nhiên sẽ không gật đầu nói không có ý kiến. Như vậy về sau có kẻ nào dám đứng về phía hắn? Lâm Sơn cười gằn một tiếng, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Tiểu tử, đi giết hắn. Nghe vậy, sắc mặt nhị hoàng tử thay đổi, trong mắt bắn ra một đạo sát ý. Dương Diệp cười cợt, thân hình hơi động, hắn đi tới trước mặt hoàng vệ trưởng đã bị trọng thương, trường kiếm quét ngang, một cái đầu người bay ra ngoài. Nhìn thấy đầu của thuộc hạ bay lên cao. Sắc mặt nhị hoàng tử càng trở nên âm trầm, nói. Lâm Sơn tiền bối, ngươi không đặt Đại Tần Đế quốc vào trong mắt. Lâm Sơn không hề trả lời nhị hoàng tử, nhìn Dương Diệp, nói. Nói chuyện xảy ra cho ta nghe. Nghe vậy, Dương Diệp gật gật đầu, cũng nói chuyện của ba người man tử cùng Tiểu Hắc và hộ vệ đội hoàng gia Đại Tần Đế quốc một lần. Nghe Dương Diệp nói xong, Lâm Sơn cười gằn một tiếng, nói. Nhị hoàng tử. Đều nói luật pháp Đại Tần Đế quốc nghiêm ngặt, không nghĩ tới ở tại đế đô này lại xuất hiện người như thế, mà nhị hoàng tử ngươi không chỉ không thẩm tra chuyện đã xảy ra, trái lại trợ trụ vi ngược, che chở thuộc hạ của chính mình, muốn giết đệ tử của ta, nhị hoàng tử có nên cho ta lời giải thích hay không? Lời nói một phía. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói. Lời nói một phía. Lâm Sơn nói. Nếu như vậy, ta sẽ hỏi người ở đây một chút. Có ai đồng ý đứng ra nói chuyện đã xảy ra lúc nãy hay không, lão phu khen thưởng ba tấm trung phẩm cường lực phù cùng một tấm thần hành phù. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây động tâm, bốn tấm trung phẩm phù. Tuy rằng động lòng, nhưng cũng không ai đứng ra, dù sao mọi người đều không ngốc, hiện tại đứng ra không phải đắc tội nhị hoàng tử hay sao. Năm tấm cường lực phù, ba tấm thần hành phù, trung phẩm. Lâm Sơn tăng cao giá tiền. Sốt cục. Một tên tán tu không chịu nổi mê hoặc đứng dậy, hắn nói chuyện xảy ra lúc trước một lần. Nghe xong,
Lâm Sơn vung tay phải lên, tám tấm bùa chú bay về phía tên tán tu này. Đa tạ tiền bối. Tên tán tu này quay người thi lễ với Lâm Sơn, sau đó hắn không quay đầu lại đã chạy ra khỏi thành, đùa giỡn, hắn đương nhiên sẽ không ngốc tiến vào trong thành. Nhị hoàng tử lạnh lùng nhìn tên tán tu một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Sơn nói. Lâm tiền bối, việc này là cô sai lầm, nhưng hai chủ mưu một tàn một chết, việc này xem như xong, thế nào? Như vậy là tốt nhất. Lâm Sơn nói. Nhị hoàng tử khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn, lúc này mới mang người xoay người rời đi. Sư phụ, người xem hai bằng hữu của ta có thể trị được không? Thấy nhị hoàng tử rời đi, Dương Diệp Linh vội vàng nâng man tử cùng tiểu hắc trọng thương mang tới trước mặt Lâm Sơn. Lâm Sơn liếc mắt nhìn man tử và tiểu hắc, sau đó lắc đầu nói. Có thể sống, thế nhưng sau này chỉ có thể trở thành một người bình thường. Nghe vậy, trong mắt Thanh Hồng lộ ra nỗi buồn không tên, trở thành người bình thường, man tử cùng tiểu hắc làm sao có thể tiếp thu. Thật sự không biện pháp gì khôi phục đan điền của bọn họ sao? Dương Diệp hơi không cam lòng, nói cho cùng man tử cùng và tiểu hắc là bởi vì hắn mới bị như vậy. Lâm Sơn lắc lắc đầu, nói. Ta chưa từng gặp đan điền của ai bị phá nát sau vẫn có thể chữa trị, tiểu tử, hai người bọn họ có thể sống đã là vạn hạnh. Còn nữa, với căn cốt của hai người này, cho dù là huyền giả, nhiều nhất chủ tu hành tới tiên thiên hoặc là vương giả cảnh thôi. Lại nói, trở thành một người bình thường cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dương Diệp còn chuẩn bị nói cái gì, Thanh Hồng bên cạnh nói. Tiền bối nói đúng lắm. Trở thành người bình thường cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chí ít sau này ca ca ta cùng tiểu hắc không cần sống trong ngày tháng nhảy múa trên đầu đao lưỡi kiếm. Nghe vậy, Dương Diệp thở dài, không nói gì nữa. Lâm Sơn gật đầu, nói. Tiểu nữ oa này nhìn thoáng thì tốt. Nói xong lại nhìn sang Dương Diệp, nói. Tiểu tử ngươi đến đế đô cũng không đến công hội phù văn sư tìm ta, còn mang theo Bảo Nhi gây rắc rối ở đây. Người biết lúc trước các ngươi nguy hiểm cỡ nào không? Nhị hoàng tử không phải là nhân vật đơn giản, còn nữa, bên cạnh hắn còn có cường giả tôn giả cảnh âm thầm theo dõi. Là tiểu tạp dịch bảo ta nổ. Lúc này, Bảo Nhi rất không nghĩa khí bán đứng Dương Diệp. Dương Diệp tàn nhẫn trừng mắt nhìn Bảo Nhi, sau đó cười khổ, nói. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, lại nói, không phải còn có sư phụ lão nhân gia hay sao? Có lão nhân gia ngươi ở đây. Ta cùng Bảo Nhi ở đế đô còn không phải có thể đi ngang. Bảo Nhi ở bên cạnh vội vã gật đầu một cái, nói. Tiểu tạp dịch nói rất đúng, có gia gia ở đây, đế đô ai dám bắt nạt ta và tiểu tạp dịch. Lâm Sơn vỗ vỗ đầu nhỏ của Bảo Nhi, nói. Ngươi còn nói, ta không phải giao phó ngươi không nên gây sự ở đế đô sao? Ngươi xem chung quanh một chút, gia gia ngươi cần phải trả giá bao nhiêu mới có thể dẹp loạn việc này. Nói xong. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Còn có tiểu tử ngươi, tính cách của ngươi phải sửa lại, đế đô không phải nơi cây ết ác, nước ở nơi này rất sâu, nếu vẫn như lúc trước, nếu như tôn giả phía sau nhị hoàng tử ra tay với ngươi, ngươi nói ngươi có thể sống sót hay không? Dương Diệp gật đầu, nói. Đệ tử lần này kích động rồi. Lâm Sơn hít một tiếng, nói. Tiểu tử, sư phụ ngươi hơi có danh tiếng cùng sức ảnh hưởng ở đế đô, lúc có ta ở đây. Đế đô không ai có thể bắt ngươi như thế nào, thế nhưng ngươi phải biết, nếu như người khác tới ám sát thì sao? Hoặc ta không xuất hiện kịp thời. Còn nữa, tốt nhất đừng dính vào việc hoàng thất nước trong đó quá sâu, xảy ra chuyện, cho dù là ta cũng không thể giữ được ngươi. Dương Diệp cười khổ, hắn có thể nói cái gì, đương nhiên chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dáng dấp thụ giáo. Một lúc lâu sau, rốt cục Lâm Sơn không giáo huấn nữa, nói. Đúng rồi. Muội muội ngươi cũng sắp đột phá tiên thiên, hiện tại đang bế quan, chờ ngươi xử lý xong chuyện của ngươi, đến công hội phù văn sư một chuyến, nhà đầu kia nhắc tới ngươi mỗi ngày. Sắp đột phá tiên thiên. Dương Diệp cả kinh, lúc này mới có mấy tháng thôi, tiểu giao sắp đột phá tiên thiên. Tốc độ tu luyện như vậy cũng quá nhanh rồi. Lâm Sơn gật gật đầu, nói. Nhà đầu kia tư chất không tệ, lại chịu nỗ lực, lại có lão phu bồi dưỡng và chỉ điểm. Lên cấp tiên thiên không tính là gì. Dương Diệp thi lễ với Lâm Sơn một cái, nói. Đa tạ sư phụ bồi dưỡng tiểu giao. Lâm Sơn cười cợt, nói. Cảm ơn cái gì, ta xem nhà đầu kia như cháu gái của mình. Ngươi lại làm ta cảm thấy bất ngờ,
không ngờ đã lên cấp tiên thiên, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn trước không ít, chẳng trách ngươi dám tới tham gia Thanh Vân bảng khóa này. Gặp phải một chút kỳ ngộ. Dương Diệp cười nói. Tiểu tạp dịch, ngươi sắp tham gia Thanh Vân bảng. Lúc này, Bảo Nhi đang giả ngoan ngoãn đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó lộ ra vẻ mặt đề phòng nhìn Bảo Nhi một chút, nói. Ngươi lại đánh ý nghĩ quỷ quái gì? Hắn bây giờ hơi sợ Bảo Nhi, tiểu ma nữ này làm việc càng trắng trợn không kiêng dè hơn cả hắn, đây mới thật sự là người làm việc không suy nghĩ hậu quả. Ta và ngươi đồng thời tham gia có được hay không? Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn Dương Diệp, Thanh Vân bảng nhiều người như vậy, khẳng định chơi rất vui, quan trọng nhất chính là nổ người sẽ không bị mắng. Không được, không được. Dương Diệp và Lâm Sơn hai người đồng thời phản bác, đùa giỡn, những yêu nghiệt trên Thanh Vân bảng sẽ không quan tâm Bảo Nhi là cháu của ai lên Thanh Vân bảng, sinh tử nghe theo mệnh trời, không ai có thể trả thù sau đó, đây chính là quy củ do 6 thế lực lớn cùng Đại Tần Đế quốc cộng đồng lập ra. Với thực lực của nha đầu Bảo Nhi đi tham gia Thanh Vân bảng, không phải đi chịu chết sao? Nha đầu ngươi quá hồ đồ. Lâm Sơn lên giọng trách mắng. Ngươi cho rằng Thanh Vân bảng là kiếm tông sao, ngươi muốn bắt nạt ai thì bắt nạt ai. Ngươi đừng cả ngày nghĩ những thứ này có được không, cố gắng đi nghiên cứu phủ văn đi. Đã biết không thể. Bảo Nhi quyệt quyệt miệng nhỏ, nói lầm bầm. Lâm Sơn lườm Bảo Nhi một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi dàn xếp bằng hữu của ngươi xong, sau đó tới công hội phủ văn sư một chuyến, ta sẽ thay đổi đẳng cấp phủ văn sư của ngươi, với thực lực của ngươi bây giờ. Hoàn toàn có tư cách mang huy chương phủ sư. Nói xong, hắn kéo Bảo Nhi rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.